Tu chân tứ vạn niên chương 2012, quyền vương, hình thái đỉnh cao. Ngay cả Lý Diệu ở cao hướng xuống, lấy nguyên thần quan sát cả chiến trường, vừa rồi thế mà cũng chưa phát hiện tay súng bắn tỉa này tồn tại. Trình độ khủng bố của y có thể thấy được phần nào. Viên đạn thứ nhất ẩn chứa năng lượng mang tính bùng nổ, luôn lặng đi không tiếng động trong hư không, nửa cái gợn sóng cũng chưa khuếch tán ra, nếu không phải quyền vương phản ứng kịp thời, thậm chí có hy vọng khiến hắn một súng nát đầu một đòn không chết, tay súng bắn tỉa không che giấu quỷ tích bắn của mình nữa, bảy luồng hào quang, như là bảy ngôi sao băng song song với mặt đất, hầu như cùng lúc từ các nơi của chiến trường tới như bão táp, khóa mục tiêu yếu hại quanh thân quyền vương. Bảy ngôi sao băng khởi điểm cách nhau mấy ngàn mét, nhưng ở trong cảm giác của Lý Diệu, lại chỉ có một tay súng bắn tỉa, thật không hiểu hắn rốt cuộc tu luyện ảo ảnh phân thân đại pháp, quỷ dị bí hiểm cỡ nào, mới có thể cùng lúc bắn ra bảy viên đạn cùng bạo vô cùng, đuổi sao bắt trăng. Cơ thể máy của quyền vương bị xé rách cánh tay trái, trong nháy mắt đánh mất cân bằng thân thể, bốn phương tám hướng lại bị người chơi tu tiên giả bao vây nhiều tầng, căn bản không thể nào né tránh, lại gầm nhẹ một tiếng, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, mang một người chơi tu tiên giả chụp tới che ở trước mặt mình. Lại khiến khiên linh năng và lực tràn quấy nhiễu dân trào đến cực hạn, đón đỡ bảy viên đạn. Rầm 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 rầm. Đây nào phải bảy viên đạn, rõ ràng là bảy khẩu pháo sấm sét khổng lồ cùng lúc nổ súng. Người chơi tu tiên giả kia bị quyền vương chọc tới làm khiên thịt bị nổ chia năm xẻ bảy, không còn manh giác. Trên thân quyền vương cũng bị nổ ra vài lỗ thủng trong suốt nhìn ghê người, phun trào ra lượng lớn chất lỏng sền sệt lấp lánh trong suốt. A. À. quanh thân quyền vương tỏa ánh vàng rực rỡ, gầm rú phẫn nộ mà không cam lòng, khiến Lý Diệu nghĩ đến sư tử đực ngã vào cạm bẫy, đối mặt linh cẩu đáng kinh trên cạm bẫy quyền vương còn muốn đột kích, chân phải rốt cuộc không chịu nổi trọng lượng thân thể, các mắt cá chân cùng đầu gối phát nổ cùng lúc, tuôn ra một mảng cấu kiện lấp lánh. Quyền vương suýt nửa quỳ rạp xuống đất, lại lão đảo một cái, đứng thẳng một chân, tức giận nhìn người chơi tu tiên giả như linh cẩu. Các người chơi nhìn nhau, ngay từ đầu thực bị khí thế của quyền vương kinh sợ, không tự chủ được lui bước về phía sau. Khi bọn họ thấy rõ tình trạng thê thảm của quyền vương giờ phút này, lại thẹn quá thành giận, dương nanh múa vuốt bổ nhào tới mưu toan thu gặp một giọt máu cuối cùng của quyền vương hắn là của ta tránh hết ra để ta tới ai dám tranh đầu người này với ta toàn bộ người chơi đều cho rằng quyền vương đã ở bên bờ cái chết ai cũng muốn làm dũng sĩ số một đánh chết đại ma vương địch ý với nhau ngưng tụ thành sát khí sắc bén thậm chí ngay cả kẻ bắn tỉa xuất quỷ nhập thần kia cũng một hơi bắn thêm 13 phát súng mục tiêu lại không phải quyền vương mà là đám đông người chơi tu tiên giả. Toàn bộ người chơi đều cảm giác được tay súng bắn tỉa này khủng bố, phát ra một tiếng kêu, như chim tan thú chạy. Cơ thể máy thứ hai của quyền vương lại ở lúc này hung hăng nổ tung, một luồng ánh sáng màu vàng so với ánh nắng càng thêm chói mắt phóng lên cao, như chim cánh vàng đập cánh muốn bay, hướng phía thành đại thiết, lao đi. Người chơi tu tiên giả không ngờ sinh mệnh lực quyền vương ương ngạnh như thế, còn có cơ thể máy hình thái chim bay thứ ba có thể chạy trốn, hơi ngẩn ra, thế mà để quyền vương bay ra vòng vây. Tay súng bắn tỉa kia không tiếc bại lộ vị trí của mình, liên tục nổ súng, nhưng quyền vương hình thể co rút lại đến chỉ bằng bàn tay, so với vừa rồi linh động hơn gấp trăm lần, trong đường tơ kẻ tóc tránh thoát những viên đạn tất sát. Rầm Lưu tinh điện tương pháo, ngay phía trước, thành đại thiết, một lần nữa nổ súng, lần này bắn ra lại là lưới lửa đầy trời, nhiễu loạn tầm mắt và động tác của người chơi tu tiên giả, chim cánh vàng chở tàn hồn quyền vương nhân cơ hội trốn về trong thành đại thiết. Từ quyền vương và tiêu giao thành chủ quyết đấu, đến tiêu giao thành chủ học máu ngã bay, quyền vương tăng tốc đuổi đánh, lại đến đám đông thích khách ra tay vây công, quyền vương liên tục thay ba cơ thể máy nhìn như hoa cả mắt, thật ra chỉ ngắn ngủn 3 phút đồng hồ. Ngắn ngủn 3 phút đồng hồ, tuyệt đại đa số giặc cướp và hung nhân rải ở trên cả mảng chiến trường, tự nhiên không có khả năng biết trung ương chiến trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tuyệt đại đa số mọi người vẫn bị cuốn theo ở trong dòng lũ sắt thép, liên tiếp lao về phía trước, hủy diệt mọi thứ có thể nhìn thấy. Lúc này, xung quanh thành đại thiết lại lần nữa vang lên tiếng còi hơi bén nhọn, ngay sau đó truyền đến quyền vương rống giận, hạ hầu vô tâm đã bị ta một quyền đánh chết, lao vào thành tiêu giao, chinh phục thế giới cực lạc. Thanh âm như cơn sóng gió động trời đánh mạnh ở trên cả chiến trường, toàn bộ giặc cướp đều hưng phấn cùng điên cuồng đến cực điểm, mà toàn bộ thủ quân đều bị dọa hoang mang lo sợ vỡ cả tim gan, quyền vương cũng không tính là nói dối, hạ hầu vô tâm quả thực bị một cú đấm của hắn đánh cho chưa rõ sống chết, không rõ tung tích. phòng tuyến thành tiêu dao cũng hoàn toàn sụp đổ, đáng chết. toàn bộ người chơi tu tiên giả vừa rồi vây công quyền vương, sắc mặt cũng âm trầm tới mức có thể vắt ra mực nước, đều biết bên ta tranh đoạt đầu người, khiến một cơ hội tuyệt hảo vụng trộn chuồng đi không khỏi oán giận lẫn nhau. Kế tiếp còn muốn xử lý quyền vương, độ khó sẽ tăng lên gấp 10. Nhưng cũng không phải toàn bộ người chơi tu tiên giả đều là đứng về trận doanh thành tiêu giao. Tương tự còn có rất nhiều người chơi bị phân phối ngẫu nhiên đến trận doanh quyền vương, sau khi ý thức được xảy ra chuyện gì, không khỏi ôm bụng cười to, thầm kêu trời cũng giúp ta. Mà Lý Diệu ở trong thành đại thiết xem cuộc chiến, sự bất an của nguyên thần lại càng lúc càng nồng đậm luôn cảm thấy có chút không đúng. Tàn hồn quyền vương sau khi chạy về thành đại thiết linh năng dao động chẳng những chưa hỗn loạn, ngược lại càng lúc càng mạnh, càng lúc càng bạo ngược, càng lúc càng điên cuồng. Giống như một phong ấn được gỡ bỏ, ma vương đến từ sâu trong lòng đất hướng bầu trời vương ra ngàn vạn xúc tu khỏe mạnh. Những xúc tu này giống như mạch máu, kinh lạc cùng sợi cơ thịt lan tràn đến chung quanh cả tòa thành đại thiết, thành đại thiết lay động cùng run rẩy càng lúc càng kịch liệt quả thực như là một quái thú đang thức tỉnh. Trống. sâu trong thành đại thiết lại lần nữa truyền đến tiếng quyền vương trống giận, pháo đài sắt thép như cao ốc chọc trời này thế mà lại kích phát phù trận phản trọng lực trên khung gầm, chậm rãi lơ lửng lên, lại ở dưới bánh răng nhanh chóng xoay tròn, xiên xích không ngừng kéo, tan mất từng tầng vỏ ngụy trang, lộ ra quanh thân tổng cộng 8 cánh tay máy co duỗi tự nhiên, trên mỗi một cánh tay máy đều treo thêm sát long kiếm trảm hạm đao loại siêu khổng lồ dài hơn 10 mét cùng rìu khai sơn đủ để chấn vỡ núi cao, khi giãn ra đến cực hạn, phạm vi công kích tiếp cận ngàn mét. Càng không cần phải nói ở sau khi vỏ ngoài vụn về bị trút bỏ, bình đài hỏa lực nặng kiểu tổ ông cùng tháp đại bác xoay tròn che kín cả tòa thành đại thiết, quả thực là một kho vũ khí di động. Còn có vô số con rối linh năng hình thái nhện, bọ cạp cùng giả thú, nhanh chóng di động ở mặt ngoài cùng bên trong thành đại thiết, tỉ mỉ bảo vệ cả khối chiến thể sắt thép hùng hồn vô cùng này, làm nó có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Ô ô, ô ô ô ô, ô. Tiếng còi hơi rít, sương trắng bốc hơi, thành đại thiết như ẩn như hiện ở trong sương trắng, như thần cự linh đứng sừng sững trên bầu trời, liếc nhìn chúng sinh. Ha ha, ha 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 ha. Quyền vương rống giận, hóa thành tiếng cười tàn nhẫn, kiếm lưỡi cưa, trảm hạm đao cùng khai sơn phủ dài mười mấy hai mươi mét dơ lên cao cao toàn bộ người chơi tu tiên giả vô luận đứng ở trận doanh nào hết thảy bị một màn tràn ngập lực áp bách bá đạo tới cực điểm này rung động thật sâu thật lâu nói không ra lời quá khoa trương rồi quá bạo lực rồi khuyết sắc tâm ma âm u nói thì ra đây mới là hình thái đỉnh cao của quyền vương thành đại thiết chính là bản thể của hắn dựa vào một bộ cơ thể máy cực kỳ đặc thù như vậy hắn mới sinh ra giả tâm thống nhất nghiệt thổ tiến công mạng châu xa hoa đây thật sự là điều vẻn vẹn tàn hồn một tu sĩ Nguyên Anh có thể làm được sao. Lý Diệu càng cân nhắc càng cảm thấy cổ quái. Giờ phút này, vì khống chế pháo đài sắt thép thành đại thiết cao gần trăm mét, quyền vương kích động thần hồn đến cực hạn, lại khiến Lý Diệu đang ở trong cơ thể hắn cảm giác được một tia vi diệu khác thường. Sau chuỗi lại rất nhiều điểm đáng ngờ trước trước sau sau, ngưng tụ thành một sợi xiền xích lập lòe phát sáng, Lý Diệu cảm thấy mình đang nhanh chóng tiếp cận điểm cuối của bí ẩn mô hình quy luật vận động thần hồn của quyền vương lôi tông liệt thật kỳ quái sao ta cảm thấy hắn không giống như nhân loại nhỉ lý diệu hơi ngẩn ra bị đáp án của mình dọa giật mình theo lỗ quan sát đỉnh thành đại thiết hướng phía ngoài nhìn lại tuy là giữa ban ngày nhưng hoa bỉ ngạn kiều diễm ướt át trên bầu trời vẫn rõ ràng có thể thấy được thiên không chi thành mạng châu xa hoa như một con mắt che kín tơ máu bất động thanh sắc nhìn chằm chằm chiến trường Hoa bỉ ngạn, người tu tiên, các ngươi rốt cuộc đã sáng tạo một quái vật thế nào vậy? Lý Diệu lẩm bẩm. Ta mơ hồ có loại dự cảm. Huyết sắc tâm ma cười dữ tợn nói, mặc kệ người tu tiên biết bí mật của lôi tông liệt hay không, một lần này, bọn hắn đều phải chơi với lửa có ngày chết cháy. Theo ánh mắt Lý Diệu liên tục hướng lên, trên chính tầng mây, cực hạn của tầng khí quyển, chỗ sáu trạm quỷ đạo không gian hình vòng tròn đường ray trời giao hội, pháo đài tinh hải quy mô siêu lớn, bên trong thiên không chi thành, mạng châu sa hoa. Cùng lúc Lý Diệu nhìn chầm chầm mạng châu sa hoa, trong tòa pháo đài tinh hải như hoa bỉ ngạn, sinh trưởng ở lối vào cửu U Hoàng Tuyền này, cũng có vô số đôi mắt đang quan sát mọi thứ trên chiến trường. Trong một chỗ đại sảnh tráng lệ, hoành tráng, như cung điện, bốn phía và đỉnh đầu lơ lửng vô số màn hình không gian ba chiều trong suốt lấp lánh, mỗi một màn hình đều bày ra hình ảnh góc nhìn thứ nhất của một người chơi tu tiên giả, bên cạnh còn lấy hình thức dòng tin tức như thác nước, thể hiện ra tham số sinh lý của kẻ đó giờ phút này. Bao gồm nhịp tim, mạch đập, thương thế, phân bố adrenaline, biên độ linh năng kích động vân vân và mây mây. Người chơi tu tiên giả đã chết, hình ảnh biến thành màu xám trắng, lặp đi lặp lại phát lại bộ dạng chết thê thảm của kẻ đó. Còn có những hình ảnh thời gian thật từ các cấp độ của chiến trường bí mật quay chụp thì lấy phương thức tương đối vĩ mô, miêu tả tiến trình chiến tranh thảm thiết một màn hình to lớn nhất cũng bắt mắt nhất là bảng xếp hạng rậm rạp từ điểm đến số lượng kẻ địch chém giết đến tỷ lệ hoàn thành các loại nhiệm vụ phụ tuyến nhiều vô số đủ loại một nửa biển băng một nửa lửa một đầu khác của đại sảnh dưới núi thay biển máu và ánh lửa ngập trời chiếu rọi lại là chén chú chén anh hát hay múa giỏi không khí thoải mái vô số nhân sĩ xã hội thượng lưu phong độ nhẹ nhàng ung dung quý giá liên tiếp nâng chén hoan hô cười nói đang cử hành một bữa tiệc trụ. Các nhân sĩ xã hội thượng lưu này hết thảy đều là tin anh đế quốc chân nhân loại, luôn có thể ở trên tin tức tuyên bố nói chuyện quan trọng loại đó. nguồn gốc phát ngang các giới quân sự chính trị kinh tế giáo dục đã có hãng tướng quân đội tay nắm thiên quân vạn mã, cũng có đại lão tài chính cùng giới tư bản động ngón tay liền có thể từ trong kẻ ngón tay lọc xuống mấy vạn ức tài chính, còn có chuyên gia giáo sư các đại học phủ cùng phòng nghiên cứu nổi tiếng của đế quốc mọi người đều tỏa ra một luồng ngạo khí nhàn nhạt thỉnh thoảng xen kẻ vài ngôi sao giới giải trí trẻ tuổi xinh đẹp cười như hoa đều như là tạp dịch khúng núng nhưng mặc dù là thiết huyết hãng tướng ngang ngược nhất xưa nay giờ phút này cũng mặc quần áo thường ngày rộng thùng thình mà tinh xảo nét mặt thoải mái mà chuyện trò vui vẻ đây là một bữa tiệc rượu không quá chính thức càng giống các đại lão tranh thủ lúc rảnh rỗi thả lỏng chọn dùng thiết kế kiểu mở các loại món ăn quý và lạ giá trên trời trứng cá linh ẩn đến từ kỳ liên tinh, cử huyễn xà huyết nhưỡng đến từ ngân hoàng tinh, gan kinh vân hạt so với tinh tủy phẩm cấp cao trọng lượng ngang nhau còn quý hơn. Hết thảy đặt ở trên bàn dài trải khăn tơ tuyết, cho các khách quý tự do lấy dùng. Không ít người đang bưng chén rượu, nhìn trò chơi chiến tranh ở bốn phương tám hướng, cười tủm tỉm trao đổi. Cổ tướng quân, trong người mới năm nay mang đến thí luyện, lại có không ít hạt giống cốt nhỉ, ta thấy trong 50 hạng đầu của bản xếp hạng tổng điểm, còn có ba kẻ đến từ bộ đội toái cốt chù y của ngài, trách không được ngài có thể ở tiền tuyến lấy được thắng lợi huy hoàng như vậy. Nào có nào có, hạt giống tốt, vẫn phải xem tập đoàn kình thiên, các ngươi, ngay cả thí luyện nhân công dưới cờ cũng phải đặt tới chiến trường nghiệp thổ hung hiểm như thế để tiến hành, tiêu chuẩn dùng người của các ngươi thật sự là nghiêm khắc, tố chất của nhân viên cũng tương đối xuất sắc nha. Không dám so với quân đội các ngươi, chúng ta chẳng qua là đang ở khắp nơi mở rộng ngân hàng cùng cơ quan tài chính dưới quyền, chuẩn bị tiến quân quốc thổ đế quốc vừa mới khôi phục trở về, cho nên cần bồi dưỡng một đám nhân tài tài chính mới, lúc này mới mang một ít hạt giống tốt có tiềm lực đặt đến nơi đây. Để kiểm tra thử một phen tâm tính của bọn họ, trái lại chưa chắc muốn bọn họ hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm cỡ nào. Chỉ là, nếu ngay cả 80-100 người cũng chưa từng giết, chưa từng uống máu người, từng ăn thịt người, còn làm tài chính cái gì, ngài thấy đúng không? Có đạo lý, xem, Năm nay người mới của Vũ Văn gia tộc và Lệ Gia cũng rất lợi hại, thiếu niên thiên tài của những đại gia tộc này, thật sự là như cá giết qua sông, ùng ùng không hết. Đó là đương nhiên, Vũ Văn gia tộc là hào môn đại tộc truyền thừa hơn 700 năm, tự mình khống chế hai đại thiên thế giới cực độ phát triển, thế lực còn kéo dài đến giới tài chính và truyền thông đế quốc, các nhánh của gia tộc có thể nói tập trung nhiều anh hào, thiên tài thiếu niên sao có khả năng không nhiều. Về phần Lệ Gia, thì càng không cần phải nói, đường đường một trong bốn đại tuyển đế hậu gia tộc. Nghe năm nay là năm người mới lệ gia ùng ùn trào ra, các phương các mạch đều xuất hiện không ít thiên tài siêu cấp vì tranh đoạt tương lai ở trong gia tộc phát triển tốt hơn, giờ phút này đang ở bên dưới long tranh hổ đấu. Lễ gia hình như cho ra tiêu chuẩn tỷ lệ hai thương vong, chết mất 3 năm thậm chí 7-8 thiên tài siêu cấp, đó là căn bản không để ý. Chật 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 chật, tuyển đế hậu gia tộc đúng là khác với hào môn đại tộc bình thường, tỷ lệ thương vong thí luyện 2, ngay cả bộ đội đặc chủng quân đội chúng ta sàng chọn nhân tài, cũng không dám đặt ra tiêu chuẩn khắc nghiệt như vậy. Ai nói không phải chứ, ngay cả trụ cột vững vàng thế hệ trung sinh, quốc cửu gia lệ linh phong của chúng ta cũng đến nơi đây, tự mình chủ trì thí luyện chọn lựa người mới của lệ gia. Cái gì, lệ linh phong cũng đến đây. Vũ Anh Lan thực không đơn giản, vậy mà có thể mời được vị đại Phật này, mạng châu sa hoa này hắn làm càng ngày càng sinh động thịnh vượng phát triển. Ở ngoài đám đông đại lão giới quân đội, tài chính, tư bản cùng truyền thông cao hứng bàn luận, chuyện trò vui vẻ, còn tụ tập không ít thiếu niên khuôn mặt ngây ngô nhưng nét mặt lạnh lùng. Phần lớn bọn họ là con em thế gia các đại lão cực độ sủng ái, lại còn chưa đạt tới tuổi tham gia thí luyện, là theo các đại lão mở rộng tầm mắt, kết bạn với hàng cha chú, thuận tiện hò hét trợ uy cho các anh chị đang ở trong khu vui chơi nghiệt thổ chém giết từ vị trí đứng như các ngôi sao vây quanh mặt trời của đám thiếu niên có thể nhìn ra trung gian một đám thiếu niên mặc đồng phục thuần màu đen ngực còn vẽ một chữ lệ hạt trong bầy gà địa vị cao nhất đây là đương nhiên bởi vì bọn họ đều đến từ một trong bốn đại tuyển đế hậu gia tộc lệ gia vài năm sau một hoặc là mấy người trong bọn họ thậm chí có cơ hội quyết định hoàng đế của đế quốc chân nhân loại rốt cuộc do ai đảm đương cho nên tuy tuổi còn trẻ nhưng trên mặt bọn họ sớm đã không còn sự ngây thơ cùng non nớt của thiếu niên bình thường, tất cả đều treo một tầng sương lạnh trong suốt, hướng màn hình tanh máu bình đầu luận chân, chỉ điểm Giang Sơn, làm như có thật, giống như là phiên bản thu nhỏ của các đại lão trong giới. Liệt ca biểu hiện tương đối không tệ, vừa mới khai chiến đã giết 22 con heo, hơi thở, nhịp tim cùng adrenaline phân bố đều tương đối ổn định, biên độ dao động không tới, thật lợi hại. Một cô gái nhìn như hồn nhiên vô tà, Tư đẹp động lòng người cười tủm tỉm nói. Ổn định là đủ ổn định, nhưng không khỏi quá thiếu kích tình, ta vẫn là ưa phong cách của Sơn Ca, khiến hơi thở, nhịp tim cùng adrenaline đều tăng vọt lên đến cực hạn, điên lên người nào cũng dám giết. Ha, mau nhìn, ngay cả một con heo của Vũ Văn gia tộc, cũng bị Sơn Ca giết rồi, thật sự là người trắng giết người, Phật trắng giết Phật. Một thiếu niên khác cao to, tràn đầy kiêu ngạo nói. Nhìn thấy cảnh tượng trên màn hình ánh đao lóe lên, đầu người rơi xuống đất, máu tươi phóng lên cao, thi thể không ngừng run rẩy. đám người nối nghiệp lệ gia rốt cuộc toát ra một tia tâm tính thiếu niên, hoang hô. Cách bọn họ không xa, một số thiếu niên khác ngực theo hai chữ vũ văn sắc mặt cực kỳ khó coi, hướng bọn họ trợn mắt nhìn. Thật ngại quá, người lệ gia chúng ta, chính là nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nếu vô ý xúc phạm tới trái tim yếu ớt của các ngươi. Thiếu niên lệ gia tràn đầy kiêu ngạo kia nói với thiếu niên Vũ Văn Gia nổi trận lôi đình, các ngươi con mẹ nó cứ chịu đựng cho ta. Nếu không phục, chờ sau khi trận chiến thành tiêu giao kết thúc, mời Vũ Anh Lan chủ nhân nơi này giúp chúng ta an bài một cuộc thi đua tự do, mọi người đi khu vui chơi nghiệp thổ khoa tay múa chân chút. Được đấy, được đấy. Cô gái ngây thơ vô tà, tươi đẹp động lòng người kia vỗ tay cười nói, dù sao sau khi trận chiến thành tiêu giao kết thúc, Chúng ta là có vài ngày thời gian tự do hoạt động, có thể đi cảm thụ một phen bầu không khí khu vui chơi nghiệp thổ làm chuẩn bị cho năm sau chúng ta tự mình thí luyện chọn lựa, không bằng mời các ngươi cùng đi. Ta cũng rất muốn biết, giết heo của Vũ Văn Gia là mùi vị thế nào. Các thiếu niên Vũ Văn Gia tộc giận không thể ác, cùng ùng khoa tay múa chân làm ra động tác tay giết người, ý bảo lệ gia bên này, một lời đã định, các ngươi chờ đó. Đám thiếu niên các đại gia tộc còn lại đều là hạng người sinh sự từ việc không đâu, châm ngòi thổi gió, lập tức liên tục kêu lên quái dị, cổ vũ ủng hộ cho hai bên đây chẳng qua là một hồi xôn xao, không dẫn lên chút hứng thú nào của mọi người. Các thiếu niên đe dọa nhau một phen, lại đặt sức chú ý tới trên chiến trường càng lúc càng kịch liệt, cũng càng lúc càng tanh máu. Xương sọ nổ tung, thịt người cháy trụi, lục phủ ngũ tạng hóa thành những đám xương máu nhỏ vụn bôi vẽ ở trên khuôn mặt hoảng sợ muốn chết của người tới sau. Từng màn này kích phát các thiếu niên tràn đầy thèm ăn, hơn phân nửa thức ăn đều là bị bọn họ gió cuốn mây tan, quét sạch. Nhưng, ở trong tiếng than thở kinh ngạc của các thiếu niên lệ gia lại truyền đến tạp âm không hài hòa thế mà có một thiếu niên bắt đầu nôn khan đây là một thiếu niên dáng người gầy khí chất âm nhu như là dê con khoác da sói hoàn toàn khác các thiếu niên bên cạnh như sói như hổ cả vú lấp miệng em lãnh khóc vô tình hắn cũng tự mình hiểu lấy luôn ẩn nấp ở trong bóng ma sợ hãi rụt rè do do dự dự không dám gia nhập người khác cao hứng bàn luận giống như chỉ cần không bị người khác phát hiện hắn tồn tại, đã là một loại hạnh phúc lớn nhất. Chỉ là, trên màn hình bốn phương tám hướng, hình ảnh chém giết của chiến trường quá mức tanh máu cùng kích thích, hắn trốn tránh như thế nào nữa, vẫn trùng hợp thấy được cảnh tượng một cái đầu người không gian ba chiều, sống động như thật, như dưa hấu nổ tung toàn bộ. Giống như có một mảng vật trắng trắng đỏ đỏ trực tiếp bắn tung tóe đến trong miệng của hắn. Hắn lập tức câm miệng, lại cảm thấy thở không nổi, mà há mồm hít thở, vẫn như cũ không đè ép được cảm giác ghê tởm trong đầu và bụng khó chịu lật sông nghiêng biển từng đợt nhịn không được dùng khăn ăn che miệng lại vụn trộm nông khang, không ngờ thanh âm quá lớn vẫn là bị mọi người phát hiện các thiếu niên mấy hào môn đại tộc bên cạnh đều có chút kinh ngạc nhìn bên này chỗ xa hơn các thiếu niên vũ văn gia đều phát hiện kẻ có chút cổ quái này ùn ùn ném đến ánh mắt châm chọc khuôn mặt các thiếu niên lệ gia vụt đỏ lên ngay sau đó biến thành một mảng xanh mét lệ gia lăng người rốt cuộc có ý tứ gì thế nào cũng phải ở trước công chúng mất hết mặt mũi lệ gia chúng ta sao tên thiếu niên kia vừa rồi hướng vũ văn gia khiêu khích giận không thể ác lao lên túm cổ áo thiếu niên nôn khang lệ gia lăng này gầm nhẹ Bùng nhão đúng là bùn nhão phế vật chính là phế vật bọc mũ chính là bọc mũ cô gái hồn nhiên vô tà tươi đẹp động lòng người kia cũng toát ra vẻ mặt cực độ chán ghét thật không biết chúng ta thế nào cũng phải mang theo phế vật này tới làm gì, ngay cả trường hợp như vậy cũng ăn không tiêu. Nhìn kìa, thật sự lên chiến trường, chẳng phải là vải cả cứt đái. Chúng ta là đường đường tuyển đế hậu gia tộc, cho dù chết cũng phải mở mắt mà chết, sao có thể toát ra loại phế vật này. Ta sẽ không cho hắn cơ hội, vải cả cứt đái. Thiếu niên cả vú lấp miệng em nheo mắt, nhìn lệ gia lăng, nói từng chữ một, qua vài ngày nữa, chờ chúng ta có cơ hội đi khu vui chơi nghiệp thổ tự do hoạt động, ta nhất định sẽ giết ngươi, thanh lý môn hộ cho lễ gia. Đừng đừng tuyển đế hậu gia tộc, không cần một tộc nhân yếu đuối như thế, ngươi rửa cổ chờ chết đi. Lễ gia lăng như là một con gà con chân tay luống cuốn, trung rẩy hồi lâu, ngực phập phòng một phen, lại phát ra từng đợt tiếng nôn thang suy yếu. Khốn kiếp, nếu dám nôn ở trên người ta, ta ngay bây giờ rút đầu lưỡi của ngươi. Cút ngay, đừng ở đây vướng chân vướng tay. Thiếu niên cả vú lấp miệng em đẩy một phát thật mạnh, đẩy lệ gia lăng ngã xuống đất, trượt ra ngoài, va mạnh vào góc bàn, vừa vặn va vào khiến một mâm cơm thừa canh cạn đổ ở trên người, biến thành ướt sủng chật vật không chịu nổi. Thiếu niên lệ gia xung quanh tất cả đều ra cười nhạo, xem bộ dáng lệ gia lăng yếu đuối có thể bắt nạt như vậy, thật muốn đạp một vạn cái ở trên người hắn, chỉ là ngại bởi trước công chúng, mới không dám buông tay bắt nạt làm nhục đây là chuyện bọn họ bình thường ở trong lệ gia tập mãi thành thói quen làm một trong bốn đại tuyển đế hậu gia tộc của đế quốc chân nhân loại oai phong một cõi lấy thúng út voi lệ gia bắt nguồn xa dòng chảy dài sớm ở trước khi đế quốc thành lập đã là hào môn đại tộc nước cộng hòa tinh hải nắm giữ các giới quân sự chính trị thương mại mấy ngàn năm phát triển nhánh cùng chi thứ rất nhiều mặc dù chỉ tính giới trẻ trong huyết mạch trung tâm hàng năm không có một vạn cũng có tám ngàn nhiều tộc nhân như thế, tự nhiên loại nào cũng có, tốt xấu lẫn lộn, không phải mỗi người đều có thể thành tài. Nhưng tuyệt đại đa số tộc nhân đều sẽ bị gia tộc giáo dục tinh anh khắc nghiệt, từ nhỏ đã dưỡng thành tính cách sát phạt quyết đoán, lãnh khốc vô tình. Mặc dù hung nhân giết người không chớp mắt trên nghiệt thổ, ở trước mặt các thiếu niên nhìn như hào hoa phong nhã, phong độ nhẹ nhàng này, đều vô hại như là dê con bị nhổ đi răng nanh. Nhưng lệ gia lăng này lại là một ví dụ khác biệt. Nghe nói hắn là xuất thân chi thứ của chi thứ lệ gia, phụ thân là một chiến sĩ không quá nổi tiếng trong gia tộc, rất sớm đã chết ở trên chiến trường, mẫu thân cũng ở lúc sinh hạ hắn khó sanh mà tử. Cho nên, hắn là lấy thân phận trẻ mồ côi, sống trong bồi anh viện của gia tộc, hơi lớn hơn một chút, lại gửi nuôi ở phủ đệ của đại nhân vật trong gia tộc, vừa theo đại nhân vật học tập, vừa xử lý việc vặt hàng ngày cho đại nhân vật, tương đương với người hầu lại không phải người hầu. Vốn vận mệnh loại trẻ mồ cô nhánh của chi thứ này, không phải võ sĩ gia tộc bình thường, chính là nhân viên công tác càng thêm không có tiếng tâm gì, có lẽ ở sau khi cần cù vất vả góp sức cho đại nhân vật mấy chục năm, sẽ đi sản nghiệp nơi nào đó của gia tộc ở tinh cầu mang hoang mới khai thác đảm đương nhân vật kiểu như tổng quản. Nhưng lệ gia lăng lại vận may vào đầu, không biết bởi vì sao, được cường giả số một số hai trong thế hệ giữa của lệ gia, lệ linh phong nhìn trúng, thường xuyên mang theo bên người. Lệ Linh Phong và Hoàng hậu đương triều Mẫu Nghi Thiên Hạ, Lệ Linh Hải, được xưng Lệ gia song bích, là nhân vật cường quyền vô cùng có khả năng trở thành gia chủ đời tiếp theo. Đừng nói người hắn nhìn trúng, cho dù hắn nhìn trúng một con chó, cũng so với một số cường giả nào đó của thế giới bên ngoài đế quốc còn uy phong hơn một chút. Lệ gia Lăng có thể tiến vào trong nhóm con em trung tâm ưu tú nhất của Lệ gia. Giống với toàn bộ hào môn đại tộc của đế quốc, Lệ gia không đặc biệt coi trọng huyết mạch tôn trọng nhất cạnh tranh tàn khốc cá lớn nuốt cá bé. Chỉ cần có thực lực đủ cường đại, con em chi thứ có khả năng xử lý chủ mạch truyền nhân, vẫn có thể đăng đường nhập thất, được truyền thừa thật sự của lệ gia. Cho nên, ngay từ đầu đám con em trung tâm kia đều cực kỳ kiên kỵ đối với lệ gia lăng, còn tưởng trên người hắn có khí chất nào đó đặc biệt hung tàn bạo ngược, bị lệ linh phong nhìn ra, cho nên mới nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Ai biết, qua vài ngày tiếp xúc, bọn họ liền phát hiện lệ gia lăng này hoàn toàn là cái bọc mũ, trứng mềm, phế vật, trò cười. Thực lực cao thấp, tạm thời không bàn, dù sao lấy tài lực cùng kỹ thuật của lệ gia, mặc dù thật sự là phế vật tay trói gà không chặt, con số thiên văn tài nguyên nện xuống, cũng có thể cứng rắn điều chế thành chiến sĩ miễn cưỡng thông qua. Nhưng thằng cha bùng nhão không đắp được tường này, tính cách lại uất ức đến cực điểm, đừng nói giết người, hắn ngay cả gà cũng không dám giết. Nhân tính vốn ác, thiếu niên đều là bắt nạt kẻ yếu hơn nữa có tâm lý theo đám đông thiếu niên đế quốc chân nhân loại càng thêm như thế lệ gia lăng rất nhanh trở thành đối tượng toàn bộ con em trung tâm trong gia tộc tùy ý bắt nạt cùng phát tiết áp lực ngay từ đầu còn có người cố kỵ thái độ của lệ linh phong nhưng lệ linh phong trừ sau khi mang lệ gia lăng ném đến trường học đặc thù chuyên môn bồi dưỡng con em trung tâm của gia tộc liền vẫn chẳng nghe chẳng hỏi như là hoàn toàn quên gã rồi có một lần cháu nội lệ linh phong thật cẩn thận đến hỏi hắn chuyện lệ gia lăng vị đại lão lệ gia này ở trong trăm công ngàn việc ngẩng đầu còn mặt lộ vẻ mê mang lệ gia lăng cái gì lệ gia lăng xem ra đây chỉ là hành vi vô tâm lệ linh phong nhất thời nổi hứng có lẽ cha của phế vật này từng có dính dáng với lệ linh phong nhưng cũng không phải quan hệ gì ghê gớm cả bây giờ lệ linh phong đã quên phế vật này rồi Lệ Gia Lăng ở trong trường học trung tâm gia tộc lập tức biến thành đối tượng người gặp người bắt nạt, tùy ý lăng nhục. Thậm chí, nếu cướp chó trong trường học mọc chân, cũng sẽ mỗi ngày đá mấy cú ở trên mặt Lệ Gia Lăng. Rất nhiều người đều nói, Lệ Gia Lăng sở dĩ có thể sống tới ngày nay, bởi vì hắn thật sự quá phế vật, phế vật đến mức ai giết hắn, ngược lại sẽ bị đồng bạn cười nhạo. Hắn chính là món đồ chơi của mọi người, một cái bao các công cộng, như thế mà thôi. Chỉ là, lần này đến thiên không chi thành mạng châu sa hoa quan sát người khóa trên thí luyện nhiệm vụ đại lão gia tộc lệ linh phong dẫn đội không biết như thế nào bỗng nhiên lại nhớ đến phế vật này tồn tại điểm danh muốn mang theo hắn đám đông thiếu niên sớm đã có bất mãn vừa rồi phế vật này thế mà còn dám ở trước mắt bao người nôn khang đã cực kỳ đánh mất thể diện lệ gia lại khiến không ít người vừa tức vừa giận đáy lòng sinh ra sát ý lệ gia lăng đối với tất cả cái này đã sớm tập mãi thành thói quen hắn yên lặng lau cơm thừa canh cặn trên người trên khuôn mặt nhỏ tái nhật không có chút biểu cảm nào vô luận là bên trong gia tộc trào phúng gia tộc khác nghi hoặc hay là kết quả vài ngày sau mình phải chết không thể nghi ngờ tất cả đều thờ ơ sinh mệnh giống như là không thuộc về mình chỉ là một trò chơi không quan trọng lệ gia lăng sụp mí mắt không muốn nhìn chiến tranh thảm thiết trên màn hình nữa đang muốn trốn tới góc đại sảnh bỗng cảm giác được hai ánh mắt lạnh buốt cùng nóng rực quấn quanh không khỏi rùng mình Lệ Linh Phong đang ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn hắn. Nhân vật cường quyền này ở đế quốc chân nhân loại hô mưa gọi gió, anh ruột cùng cha cùng mẹ của đương triều hoàng hậu, Lệ Linh Hải, khẽ ho khang một tiếng, kiêu hùng một đời lúc nào cũng có thể điều động ngàn vạn tàu vũ trụ cùng mấy trăm vạn tử sĩ, có bề ngoài nho nhã hoàn toàn khác với thân phận. Hắn mặt như quan ngọc, mắt như sao băng, tóc dài khoác vai, tao nhã, rõ ràng người hơn 200 tuổi, lại như là học giả thanh niên đại học mới ra đời, trong cái giơ tay nhất chân phong lưu phóng khoáng nói không nên lời lông mày lệ gia lăng run rẩy một trận cúi đầu cắn môi ngoan ngoãn đi về phía lệ linh phong các thiếu niên lệ gia vừa rồi còn tùy ý ức hiếp hắn không hiểu chút nào lại làm sao dám tiến lên hỏi thẳng đến khi lệ linh phong và lệ gia lăng rẽ vào hành lang dài ngoài đại sảnh hãy còn mù tịt nhìn nhau không biết quan hệ giữa đại lão gia tộc cùng nỗi sĩ nhục của gia tộc trên hành lang dài Lệ Linh Phong và Lệ Gia Lăng yên lặng đối diện, không khí cực kỳ vi diệu. Vì sao luôn bị người ta bắt nạt, lại mãi không chịu ra tay? Lệ Linh Phong chấp hai tay sau lưng, nhìn thiếu niên yếu đuối, thản nhiên nói, ngươi cứ nhịn mãi như vậy, thẳng đến lúc thật sự bị bọn chúng đùa chết sao? Chỉ cần ngươi ngáp một cái, tùy tiện giết chết ba năm người trong bọn chúng, liền không có ai dám bắt nạt ngươi nữa. Lệ Gia Lăng cắn môi thật sâu, trầm mặt một lát, thấp giọng nói, nơi đó còn có cháu nội của ngươi. Ta có rất nhiều cháu, chắc cùng chiếc. Lệ Linh Phong nói, chết tám đứa mười đứa, cũng không có gì to tác cả, huống chi là vì ngươi. Đấy mắt lệ gia lăng toát ra hào quang cực độ đau khổ, lại cực độ cuộc cường, vẫn lắc đầu nói, ta, ta không muốn giết người, ta biết, chỉ cần ta vừa động thủ, liền có một đê đập sẽ bị hoàn toàn đánh sập, ta sẽ hoàn toàn không khống chế được chính mình. Giết ba năm tên là đủ rồi sao? không có khả năng, ngươi đang gạt ta, giết ba năm người, ngươi nhất định sẽ an bài đối thủ mạnh hơn cho ta, muốn ta giết thêm ba năm mươi người, sau đó là ba năm trăm người, sau đó là ba năm ngàn người, trận thực nghiệm tàn khốc này, vĩnh vĩnh viễn viễn không có điểm cuối. Đã vô luận như thế nào, cũng trốn không thoát lòng bàn tay ngươi, vậy ta tình nguyện một người cũng không giết, phải chết, thì chết là được. Trên mặt lệ linh phong toát ra một mảng ý cười vui mừng, ngươi rất thông minh, hơn nữa trở nên càng ngày càng thông minh. Là ngươi khiến ta trở nên thông minh như vậy. Trên khuôn mặt trắng bệch mà non nớt của thiếu niên hiện ra một mảng ý cười cay đắng, thông minh đến mức đủ làm rõ thân phận cùng vận mệnh của mình, nhận thức được mình chỉ là một cái thí nghiệm thể đặc thù, căn bản không có chút nào khác với các tội dân kia trên khu vui chơi nghiệp thổ. Ta càng ngày càng xem trọng ngươi. Ánh mắt lệ linh phong trở nên thâm thúy mà thần bí, lẩm bẩm thật hy vọng nhìn thấy ngươi bùng nổ ra toàn bộ tiềm năng rốt cuộc là trường hợp khủng bố cỡ nào vậy nhất định sẽ khiến người nào đó bị dọa nhảy dựng nếu ta cứ không cho ngươi được như nguyện thì sao lệ gia lăng cố lấy dũng khí triển lộ ra một mặt chưa bao giờ hiển lộ ở trước mặt các thiếu niên lệ gia siết chặt nắm tay nói ngươi có thể điều chế ta thành quái vật đáng sợ nhưng ta chính là không thể như ngươi mong muốn đi triển khai giết chóc tàn khốc ngươi sẽ làm như thế nào giết ta sao lệ linh phong bật cười mười mấy năm qua ta tiêu phí nhiều tâm huyết cùng tài nguyên như vậy bồi dưỡng ngươi mỗi lần thí nghiệm và điều chế rốt cuộc phức tạp bao nhiêu lại có thành công cỡ nào ngươi hẳn là rõ nhất nhỉ gia chủ tương lai lệ gia thâm trầm nhìn thiếu niên nói ngươi là món tài phú quý giá nhất của ta ta sao có khả năng mang ngươi đi lãng phí vô ích với lại biểu hiện của ngươi hôm nay đã sớm ở trong dự kiến của ta cái này cũng tính là một trò chơi thú vị giữa ta cùng người nào đó, nhỉ? Tin tưởng ta, rồi có một ngày, ngươi sẽ nhận rõ bản tính của mình, thuận theo vận mệnh thật sự, thậm chí. Kế thừa lực lượng toàn bộ lệ gia. Thân hình lệ gia lăn nhoáng lên một cái, chấn động đến cực điểm. Một câu cuối cùng lệ linh phong nói, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được. Ngươi, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Trong hốc mắt thiếu niên như là mọc ra răng nanh, trên mặt tuôn ra từng cái điểm máu nhỏ như đầu mũi kim, vừa cầu xin, vừa gầm nhẹ nói, nói cho ta biết chân tướng, cha mẹ ta rốt cuộc là ai, ngươi thường xuyên nói, người nào đó là ai, vì sao lúc trước phải chọn chúng ta để tiến hành điều chế tàn khốc như vậy, vì sao nhất định phải ép ta. Tất cả cái này rốt cuộc là vì sao? Nếu muốn biết như vậy, thì nghe theo thanh âm thật sự trong lòng ngươi, đừng bị pháp tắc không tồn tại trói buộc, tận tình triển khai giết chóc đi. Lệ Linh Phong bất động thanh sắc, ánh mắt bỗng trở nên nhu hòa, nhưng, vô luận như thế nào, có chuyện ngươi nhất định phải tin tưởng, từ đầu tới đuôi, ta đều không coi ngươi là thí nghiệm thể để đối đãi nếu có thể, ta rất hy vọng ngươi có thể trở thành người thừa kế thật sự của ta, trở thành tương lai của lệ gia. Năm chữ tương lai của lệ gia, làm lệ gia lăng một lần nữa đầu ván mắt hoa, như là lâm vào một mê cung sâu không lường được. Thiếu niên kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt đủ để ảnh hưởng vận mệnh toàn bộ đế quốc chân nhân loại, chần chờ nói, ta. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Tại sao lại không chứ? Lệ Linh Phong mỉm cười nói, trải qua nhiều lần điều chế cực kỳ tàn ác, sống không bằng chết như vậy, ngươi hẳn là phi thường rõ. Nếu ta muốn quấy nhiễu thậm chí thao túng tâm trí của ngươi đi triển khai giết chóc mà nói, căn bản không cần tốn nhiều sức, ngươi hoàn toàn không có cách nào chống cự. Nhưng ta chưa làm như vậy, nhiều năm qua như vậy ta chỉ cải tạo thân thể máu thịt của ngươi kích phát tiềm năng đại não của ngươi lớn mạnh ba hồn bảy vía của ngươi tẩm bổ con quái thú khủng bố kia sâu trong nội tâm ngươi lại là chưa bao giờ can thiệp ý chí tự do của ngươi nếu chỉ coi ngươi là một thí nghiệm thể bình thường ta cần gì phải nhọc lòng dùng phương thức này để bồi dưỡng ngươi chứ đến đi theo ta đi một chỗ gặp một người Lệ Linh Phong đang nghe truyện trên TV audio CV đưa Lệ Gia Lăng tới trong một gian phòng bí mật thanh lịch cạnh đại sảnh. Trong căn phòng bí mật không có một bóng người, lại có một cái kính đặt dưới đất chỉ nhìn được từ một hướng, có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ, chúng sinh trăm nét trong đại sảnh. Còn có màn hình so với trong đại sảnh càng thêm tiên tiến cùng tường tận, làm bọn họ có thể nắm chắc mỗi một chi tiết của chiến trường nghiệp thổ. Nơi này là phòng khách quý cấp bậc cao nhất của Thiên Không Chi Thành, Mạng Châu Sa Hoa, chỉ có lệ linh phong đại lão cấp bậc này mới có tư cách hưởng dụng. Lệ gia lăng thông qua kính dưới mặt đất đơn hướng trong suốt, nhìn các thiếu niên lệ gia tỉnh tỉnh mê mê, nghi thần nghi quỷ trong đại sảnh. Hắn giống với bọn họ, mù tịch chẳng hiểu gì cả. Nhìn người kia. Lệ linh phong chỉ vào phía trước đại sảnh, một nam tử trung niên hoàng mỹ không sức mẻ như pho tượng đá cẩm thạch, kẻ này đang cao hứng đàm luận với mấy đại lão giới quân sự chính trị, quanh thân tràn đầy sự tự tin cường đại, tất cả đều ở trong sự khống chế, nhận ra hắn không? Nhận ra. Lệ Gia Lan thành thành thật thật nói, hắn chính là chủ nhân nơi đây Vũ Anh Lan, cũng là. Người nhiều năm qua như vậy, cung cấp cho ngươi các loại kỹ thuật cùng bí pháp, dùng để điều chế ta. Không sai, mấy chục năm trước ta đã hợp tác chiều sâu với hắn, từ chỗ hắn chiếm được lượng lớn kỹ thuật mũi nhọn, tuyệt đại đa số năng lực trong cơ thể ngươi, đều bắt nguồn từ phòng thí nghiệm của hắn lệ linh phong cười nói nói từ trên ý nghĩa này ngươi là con của mạng châu sa hoa không hơn không kém nơi này mới là quê hương thật sự của ngươi đó lệ gia lăng một lần nữa rung lên thấp giọng nói ta hiểu rồi ngươi lần này tự mình tới thiên không chi thành mạng châu sa hoa không phải vì nhiệm vụ thí luyện một thế hệ mới của lệ gia mà là vì ta vì để ta ở đây nhận giai đoạn điều chế tiếp theo ngươi thật sự là thông minh tuyệt đỉnh nhưng đó chỉ là một trong những mục đích. Lệ Linh Phong thản nhiên nói, bây giờ, ta càng muốn tán gẫu với ngươi chuyện xưa của tên Vũ Anh Lan này, hắn và ngươi thật sự phi thường tương tự. Lệ Gia Lan hơi ngẩn ra, lặng lặng nghe Lệ Linh Phong nói tiếp. Vũ Anh Lan tuy là hoàng tộc, nhưng giống với ngươi, đều là xuất thân chi thứ của chi thứ. Lệ Linh Phong không chút hoang mang nói, hơn nữa ngươi hẳn là phi thường rõ địa vị xấu hổ của hoàng tộc ở đế quốc mọi người đều bị sự cường thế của hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ năm đó dọa hỏng rồi, từ sau khi Vũ Anh Kỳ chết, vẫn luôn đồng lòng hợp sức hoàn quyền hạn chế, bây giờ, mặc dù bản thân hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng, Không nói là con rối của ai, ít nhất cũng chịu rất nhiều sự cản tay, không thể làm theo ý mình, Vũ Anh Lan loại nhánh của chi thứ này càng không tính là gì, so với con nối dòng của bốn đại tuyển đế hậu gia tộc chúng ta càng thêm không bằng. Huống chi, người này vốn sinh ra đã không đầy đủ, lúc vừa mới sinh ra, chính là một tên lùng dị dạng. Cái gì? Lệ Gia Lăng nhất thời mở to hai mắt. Bộ dáng bây giờ của hắn là sau khi đến nơi này, dùng kỹ thuật mũi nhọn của mạng châu sa hoa, trải qua vô số lần bào chế đau khổ mới sửa tạo ra. Lệ Linh Phong cười nói, không ngờ à, một nghiệt chủng dị dạng vừa mới sinh ra nên bị chôn sống bóp chết như vậy, thế mà ương ngạnh sống sót, không biết dùng thủ đoạn gì, thế mà liên tục giết chết vô số người cạnh tranh, trở thành tổng đốc vũ anh giới nhưng ở lúc hắn vừa mới đi nhậm chức vũ anh giới chẳng qua là một chỗ rất bình thường trong mấy chục chỗ căn cứ thí nghiệm pháp bảo cùng thần thông cỡ lớn của đế quốc hơn nữa bởi vì mấy trăm năm qua thí nghiệm quá độ nơi này sớm bị dày vò tới mức chướng khí mù mịt một mảng hỗn độn tội dân ít ỏi có thể đếm được đều là dáng cùng chuột kéo dài hơi tàn những con kiến này căn bản không thí nghiệm ra được pháp bảo cùng thần thông mũi nhọn nhất của đế quốc tốt hay xấu cho nên, lúc ấy mọi người đều cho rằng, căn cứ thí nghiệm pháp bảo và thần thông này rất nhanh sẽ đóng cửa cùng bỏ hoang. Vũ Anh Lan tổng đốc lùng này đến, chính là chứng minh tốt nhất. Ai biết Vũ Anh Lan thực có bản lãnh sửa dở thành hay, thay trời đổi đất, hắn đầu tiên là nghĩ tới biện pháp trực tiếp giết chóc, dùng video không gian ba chiều tanh máu kích thích nhất để hấp dẫn đám người vượng tầng dưới chót đế quốc buồn khổ áp lực, tích các thành tháp, từ trên thân ức vạn người vượng đào móc được thùng vàng đầu tiên. Sau đó, lại đập hết thùng vàng đầu tiên này đến trên cải tạo Nghiệt thổ, biến nơi này thành căn cứ thí luyện siêu nhất lưu phương tiện đầy đủ, mạo hiểm kích thích, lấy giá rẻ đến mức gần như miễn phí, hấp dẫn các đại gia tộc, học viện, tông phái cùng tập đoàn của đế quốc đến thí luyện. Lúc ấy có rất nhiều người đều xem không hiểu. Người biết, phí tổn thí luyện cực cao, vô luận là các loại tiêu hao trên đường thí luyện hay là bổ sung kịp thời sau khi giết con mồi, bao gồm vấn đề an toàn và theo dõi, Cuồng Cuộn không ngừng bỏ vào là con số thiên văn, dựa theo báo giá Vũ Anh Lan đưa ra, căn bản là làm ăn lỗ vốn. Rất nhanh đã tiêu xài hết thùng vàng đầu tiên. Ở lúc ấy, ai cũng không biết, điểm nhìn của Vũ Anh Lan căn bản không phải tiền, mà là nhân mạch. Đoàn đội Cuồng Cuộn không ngừng đến nơi đây thí luyện, tất cả đều đến từ gia tộc, tông phái tập đoàn có quyền thế nhất của đế quốc, hơn nữa khẳng định do đại lão của các phương dẫn đội. Trong người mới tham gia thí luyện cũng có không ít thiên tài thiếu niên sẽ ở vài năm sau trở thành trụ cột vững vàng của gia tộc vũ anh lan mang những người này đều hấp dẫn lại với nhau bản thân từ trong đó xe chỉ luồng kim tự nhiên bệnh ra một mạng lưới mối quan hệ cực kỳ rộng lớn mà cứng cỏi có mối quan hệ thì đã có tất cả vũ anh lan được không ít người bao gồm ta ở trong thưởng thức bỏ vào lượng tài nguyên to lớn giúp hắn khởi tử hồi sinh căn cứ thí nghiệm pháp bảo cùng thần thông tràn ngập nguy cơ này sau đó liền tiến vào tuần hoàng tốt đẹp cấp bậc thí luyện càng ngày càng cao, đoàn đội đến thí luyện càng ngày càng nhiều. Phòng thí nghiệm cũng được nguyên liệu tươi mới nhất, liên tiếp lấy ra thành quả thực nghiệm mũi nhọn nhất, sức ảnh hưởng của trực tiếp giết chóc càng ngày càng tăng, lại xây dựng tập đoàn cá độ của mình, thẳng tới hôm nay, trở thành quái vật lớn vắt ngang qua truyền thông, cá độ và nghiên cứu mũi nhọn, các lĩnh vực. Tên lùng ngày xưa không có ai xem trọng, thậm chí không có ai biết đến, cũng trở thành hoàng tộc trong chạm tay có thể bổng đại nhân vật, thật có thể nói là thiên hạ không người không nhìn được quân, không đơn giản, thật sự là không đơn giản. Lệ Gia Lăng trầm mặt một lát, khó hiểu nói, vì sao nói những thứ này với ta? Lệ Linh Phong mỉm cười nói, rất đơn giản, Vũ Anh Lan đã có thể làm được tất cả cái này, dựa vào tay Trần đánh ra một đế quốc truyền thông thật to, vì sao ngươi lại không thể? Lệ Gia Lăng há mồm, càng thêm muốn biết Lệ Linh Phong vì sao phải đối đãi mình như vậy. Nhưng Chung Quy chưa hỏi ra mồm, bởi vì thiếu niên biết cho dù hỏi, đối phương cũng sẽ không cho hắn đáp án. Hắn chỉ là một quân cờ to bằng hạt gạo trong lòng bàn tay đối phương, không có tư cách biết cách nghĩ của kỳ thủ. Còn có. Lệ Linh Phong nói, ta muốn ngươi biết, tuyệt đại đa số thủ đoạn ta dùng để bào chế ngươi, đều là Vũ Anh Lan từng sử dụng ở trên người mình, thậm chí có thể nói, đơn thuần chỉ thân thể máu thịt mà nói, ngươi là Vũ Anh Lan, phiên bản cường hóa thăng cấp, về phần rốt cuộc cường hóa bao nhiêu, vậy phải hỏi chính ngươi cho nên ta cảm thấy hai người các ngươi không ngại thân cận nhiều một chút có lẽ hắn có thể cởi bỏ một ít hoang mang của ngươi thì sao mắt của lệ gia lăng càng trừng càng tròn nhìn vũ anh lan cách đó không xa lại nhìn nhìn đôi tay tái nhợt khô gầy của mình hoàn toàn lâm vào vòng xoáy mê mang lệ linh phong mỉm cười nâng lên máy tính cổ tay chuẩn bị triệu hồi vũ anh lan tới đây trong phù trận truyền âm bỗng truyền đến tiếng vang lớn đinh tai nhức óc mấy trăm màn hình cùng lúc xuất hiện hình ảnh khủng bố thành đại thiết lơ lửng lên vươn ra tám cánh tay khí thế kinh người của quyền vương lôi tông liệt quả thực sắp khiến màn hình cũng bị đốt ra lỗ thủng ồ lệ linh phong hơi kinh ngạc vũ anh lan thật sự là thường xuyên có hành động ra ngoài dự liệu thật không ngờ hắn còn bào chế ra quái vật mạnh mẽ như vậy trò chơi lần này cuối cùng có chút đáng xem rồi trong đại sảnh hình thái cuối cùng của quyền vương lôi tông liệt đã hấp dẫn ánh mắt không ít người xem có người châu đầu ghé tai có người chật chật than thở còn có không ít người đặt cược ở quyền vương bên này mặt đỏ bừng biểu cảm vui vẻ chủ nhân thiên không chi thành mạng châu xa hoa vũ anh lang bưng chén rượu cười tủm tỉm ngay cả một sợi lông mi cũng chưa chớp lấy nửa lần giống như mỗi lần biến thân của quyền vương lôi tông liệt đều ở trong sự nắm giữ của hắn đều là một bộ phận của trò chơi ngay cả lệ linh phong người ủng hộ lớn nhất sau lưng thiên không chi thành mạng châu sa hoa cũng không biết đáy lòng vũ anh lan giờ phút này nổi lên gợn sóng hắn tươi cười dễ gần tiếp tục nói chuyện với hai khách quý chốc lát khiến mọi người tận tình thưởng thức hảo hảo hưởng thụ lúc này mới không chút hoang mang rời khỏi đại sảnh xuyên qua một hành lang hẹp dài tới trong phòng bày ra cùng khống chế nhiệm vụ cả đợt thí luyện nơi này là biển máy tính và màn hình hình ảnh và số liệu sang núi lật biển lại so với trong đại sảnh phức tạp hơn gấp trăm lần. 12 bộ máy tính siêu cấp cộng thêm hơn 1.000 người tu tiên sức tính toán siêu mạnh, giành giật từng giây tiến hành phân tích xử lý. Mới có thể miễn cưỡng theo dõi và duy trì bảo vệ khu vực mấu chốt nhất trên nghiệt thổ, bao gồm trận chiến thành tiêu giao giờ phút này đang tiến hành. Bây giờ, toàn bộ màn ảnh đều tập trung thành đại thiết. Quyền vương, lôi tông liệt hiện ra nguyên hình, đang đại khai sát giới, đã xuyên thủng 7 tầng phòng tuyến của thành tiêu dao, đánh giết hơn 50 người chơi tu tiên giả, cũng làm trung tâm khống chế của thiên không chi thành trở tay không kịp, người ngã ngựa đổ. Chuyện gì vậy? Vũ Anh Lan nhíu mày, lạnh lùng hỏi, các ngươi nói quyền vương không khống chế được, rốt cuộc là có ý tứ gì? Đại nhân Một lão giả mặc quần áo thực nghiệm màu trắng, dáng người nhỏ gầy, tướng mạo đáng kinh như con chuột bước nhỏ đi lên phía trước. Trên xương lông mày của lão giả, từ trước đến sau khảm một vòng kim loại, trên vòng kim loại đều cũng phân bố hơn 10 cổng cắm, tuyệt đại bộ phận đầu cắm đều dựng một ít pháp bảo cổ quái, hoặc là quỷ dị lóe lên, hoặc là vang lên ong ong, ở quanh đầu hắn kích động ra vô số dòng tin tức, như vòng xoáy hỗn loạn. Hắn chính là Lạc Thiên Thánh người phụ trách phòng thí nghiệm pháp bảo cùng thần thông mũi nhọn mạng châu sa hoa, một học giả đứng đầu từ phi kiếm đến tinh khải đến kỹ thuật cải tạo sinh hóa, không gì không tinh thông. Tiến sĩ Lạc Vũ Anh Lan nhìn chầm chầm thành đại thiết đâm thẳng xuyên thủng trên màn hình, nói, ngươi nói quyền vương không khống chế được. Nhưng chúng ta không phải sớm đã biết, thành đại thiết của hắn có cổ quái sao. Từng màn hắn nhọc lòng cải tạo thành đại thiết, hết thảy ở trong theo dõi nghiêm mật của chúng ta, rốt cuộc còn có thể chơi ra trò gì. Thành đại thiết không có vấn đề, có vấn đề là phương thức khống chế thành đại thiết, hoặc là nói bản thân quyền vương. Lạc Thiên Thánh nói, đại nhân mời xem tham số tác chiến quyền vương giờ phút này bày ra Bá. một màn hình quyền vương đang dếp chóc khắp nơi bị phóng đại không ngừng nhằm vào mỗi một lần ra tay hắn đều tiến hành phân tích tường tận từ tốc độ đến góc độ đến lực lượng mỗi một biến hóa vi diệu hết thảy lấy phương thức trị số hiện ra ngàn vạn số liệu lại trải qua từng công thức tính toán huyền ảo phức tạp cuối cùng ra trị số sức chiến đấu tổng hợp thật thú vị vũ anh lan nheo mắt làn da quanh đôi mắt rõ ràng còn đông lại ở trong sương lạnh, khóe miệng lại cong lên một cái mỉm cười như có hứng thú, khống chế thành đại thiết cao gần trăm mét, nên tương đối vụng về mới đúng, nhưng tốc độ cùng sự nhanh nhẹn của hắn đều so với chúng ta đoán trước cao hơn gấp đôi có thừa, tiếp cận tốc độ cự thần binh. Tàn hồn của hắn rốt cuộc đã tu luyện dạng bí pháp gì, mới có thể khống chế một tòa thành lũy sắt thép khổng lồ như vậy đến trình độ dễ như trở bàn tay. Đại nhân nói không sai, Sức chiến đấu tổng hợp của quyền vương so với chúng ta đoán trước cao hơn 275% Một trị số này còn đang không ngừng tăng lên Phân tích từ toàn bộ thần thông hắn tu luyện Đây căn bản là điều không có khả năng Lạc thiên thánh khô khốc nói Cho nên chúng ta lại đảo ngược trở về tất cả tư liệu quá khứ nghiên cứu Quyền vương phủ định vô số giả thiết vào trước là chủ Cuối cùng ra một kết luận vô cùng kinh người Ồ Vũ Anh Lan nhìn quyền vương lôi tông liệt trong màn hình nắm một người chơi tu tiên giả ở trong bàn tay sắc cự linh. Người chơi đó liều mạng giải dụa, phát ra tiếng hò hét khàn cả giọng, giống như đang nói cái gì, không chơi nữa, ta không chơi nữa, mau cứu ta, mau thả ta ra ngoài. Nhưng vô dụng, một giây sau, bốc một tiếng, người chơi này đã bị quyền vương hung hăng bóp nổ, hóa thành một mảng tia lửa cùng xương má. Ý cười lạnh như băng của Vũ Anh Lan càng thêm nồng đậm, kết luận gì? không có bất cứ một quỷ tu nào có thể làm được chuyện quyền vương giờ phút này làm được. Xâm nhập hệ thống phi kiếm tự động hóa công kích dày đặc của hạ hầu vô tâm, lại ở trong tích tắc ngắn ngủn liên tục thay bốn con rối linh năng. Cuối cùng khống chế một con rối linh năng loại siêu khổng lồ cao gần trăm mét đến trình độ chính xác mà nhanh nhẹn như thế, tuyệt đối không có. Lạc Thiên Thánh cực kỳ khẳng định nói, cho nên, quyền vương, lôi tông liệt không phải quỷ tu, toàn bộ tổ chuyên gia chúng ta đều có thể cam đoan không phải quỷ tu. Con mắt Vũ Anh Lan nở rộ hào quang quỷ dị bí ẩn, vậy là cái gì? Trí tuệ nhân tạo. Lạc Thiên Thánh nói, hoặc là, đại nhân cũng có thể mang hắn, nó lý giải thành một con rối linh năng cực kỳ đặc thù. Có chút ý tứ. Trong màn hình, quyền vương, lôi tông liệt cao gần trăm mét đang thừa nhận ngàn vạn lửa đạn đến từ thành tiêu giao, quả cầu lửa đủ mọi màu sắc giống như phủ thêm cho hắn một bộ chiến khải bốc cháy, hắn nó ở trong ngọn lửa hừng hực hướng tới thành tiêu giao, cùng với tháp thông thiên trên thành tiêu giao. Đường ray trời trên tháp thông thiên cùng thiên không chia thành, mạng châu sa hoa giữa đường ray trời, phát ra tiếng kim loại cùng máy móc trống giận. Vũ Anh Lan như là nhìn một món món đồ chơi to lớn tinh diệu tuyệt luân, giải thích một phen. Từ trước tới nay, chúng ta đều bị quyền vương lôi tông liệt lừa rồi, nó mặt ngoài hào sản phóng đảng, thậm chí không chút nào che giấu giả tâm bừng bừng muốn thống nhất cả nghiệp thổ của mình, làm chúng ta nghĩ lầm hắn chỉ là một tên vũ phu quai hùng đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Lạc Thiên Thánh nói, bây giờ xem ra, hắn ném ra giả tâm nghe rợn cả người như vậy, chỉ là vì che giấu một bí mật khác lớn hơn nữa, ngụy trang mình thành một nhân loại sống sờ sờ, một tàn hồn mất đi thân thể máu thịt, một quỷ tu chui vào trong cơ thể máy. Thẳng tới hôm nay, hắn khai hỏa toàn bộ hỏa lực, mới làm chúng ta thăm dò được một góc của tảng băng trôi chân tướng. Nó không phải người, mà là một con rối linh năng có được năng lực tự chủ học tập và thăng cấp, một loại trí tuệ nhân tạo siêu cấp có thể mô phỏng tình cảm cùng cử chỉ nhân loại giống như đúc. Vũ Anh Lan không chút để ý nói, ta biết, cước chừng hai ba trăm năm trước, đế quốc nhất lên một trận thủy triều siêu cấp trí tuệ nhân tạo, không ít chuyên gia học giả đều cho rằng, con rối linh năng có được năng lực tự chủ học tập và thăng cấp có thể ở trên trình độ lớn nhất thay thế binh sĩ. Ít nhất là thay thế được binh sĩ tầng dưới chót những vật hy sinh đó. Nếu thành công, có lẽ chúng ta không cần thiết nuôi sống nhiều người vượng dơ bẩn như vậy. Khi đó, các chuyên gia học giả hình như đã ở trên tinh cầu này tiến hành không ít thí nghiệm nhỉ. Đúng vậy. Lạc Thiên Thánh nói, 200 năm trước, chúng ta từng ở trên Nghiệp Thổ đưa lên 47 loại con rối linh năng loại hình tự chủ học tập cùng thăng cấp không cần người điều khiển, bản mạch logic cùng phương thức thăng cấp của bọn nó có sự khác nhau, lúc ấy ý tưởng của chúng ta vẫn là nuôi cổ Hy vọng 47 loại con rối linh năng này, có thể như là 47 loại cổ trùng khác nhau, chém giết, cắn nuốt cùng dung hợp lẫn nhau, đến cuối cùng, còn lại một loại cổ vương, cuối cùng, bản mạch logic, kho số liệu tư duy cùng hình thái thăng cấp của nó, liền có giá trị nhất để nghiên cứu cùng sản xuất quy mô lớn. Cho nên, khi đưa những con rối linh năng này lên đến nhiệt thổ, chúng ta cũng chưa đặt ra bất cứ mục tiêu nào chính xác, chi tiết nhỏ bé cho bọn họ chỉ hướng sâu trong kho số liệu tư duy của bọn họ đưa vào một đạo chỉ lệnh rất mơ hồ. Vũ Anh Lan hỏi, chỉ lệnh thế nào? Lạc Thiên Thánh nói, không tiếc trả giá, không từ thủ đoạn, thăng cấp đến mạnh nhất. Vũ Anh Lan bất động thanh sắc nói, về sau thì sao? Sau đó, hạng mục này liền không bệnh mà chết. Lạc Thiên Thánh thở dài nói, đây vốn là một hạng mục nghiên cứu đầu tư lớn nhất của phòng thí nghiệm nghiệt thổ ở 200 năm trước, nhưng mọi người đều đã xem nhẹ độ khó sinh ra trí tuệ nhân tạo thật sự. Cái gọi là tự chủ học tập cùng thăng cấp căn bản là một ảo tưởng không thực tế, kết quả là những con rối linh năng này vẫn chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ có tính máy móc, sơ cứng, xác định mà không thể lý giải mục tiêu mơ hồ, hỗn độn, biến hóa ngàn vạn. Con rối linh năng có thể hủy diệt tất cả mọi vật ở một tọa độ xác định, lại không có khả năng lý giải thăng cấp đến mạnh nhất là có ý tứ gì. Cái gì gọi là mạnh nhất đây, là mạnh nhất nhiệt thổ, mạnh nhất vũ anh giới, mạnh nhất cũng sao bọ cạp độc, mạnh nhất đế quốc chân nhân loại, hay là mạnh nhất toàn bộ vũ trụ, thậm chí mạnh đến trình độ có thể đánh đổ toàn bộ vũ trụ 3 chiều, vũ trụ 4 chiều, vũ trụ 5 chiều thẳng đến vũ trụ 11 chiều. Các chuyên gia học giả lúc đó chưa từng suy xét vấn đề này, chỉ là đơn giản thô bạo hướng phía những trí tuệ nhân tạo này đưa vào chỉ lệnh vớ vẩn như vậy lại thêm tính yếu ớt và tính không ổn định của máy tính kiểu mới, lô con rối linh năng kiểu tự chủ học tập này tỷ lệ trục trặc cực cao, mặc dù không xuất hiện trục trặc, 99% cũng sẽ lâm vào trong cạm bẫy logic buồn cười. Nếu nói con rối linh năng bình thường là cổ máy giết chóc tử khí nặng nề, con rối linh năng loại tự chủ học tập giống như trẻ con 3 tuổi, không thể đoán trước, không thể khống chế, không thể điều khiển hạng một con rối linh năng loại tự chủ học tập biến thành một động không đáy cắn nuốt vô số tài nguyên, làm các đại tông phái, gia tộc cùng tập đoàn tài chính tham dự hạng mục đó đều tổn thất thê thảm nặng nề, thậm chí đã dẫn tới phòng thí nghiệm nghiệp thổ suy sụp, đến mức nước sông này một rút xuống, hấp hối. Thẳng đến khi đại nhân tới nơi đây, khởi tử hồi sinh mới thôi. Vũ Anh Lan gật gật đầu, như vậy, những con rối linh năng có được năng lực tự chủ học tập và thăng cấp này, cuối cùng như thế nào đây? tuyệt đại bộ phận đều bị hủy bởi chiến hỏa, ở trong vô tận chém giết của nghiệt thổ bị tháo dỡ thành cấu kiện cơ bản nhất, hoặc là vùi lấp ở chỗ sâu nhất của phế tích thành thị. Lạc Thiên Thánh nói, chỉ có số rất ít rơi vào trong tay tội dân nghiệt thổ, nhưng bọn họ ở lúc chiến đấu biểu hiện quá thiếu ổn định, từng hại chết không ít người, về sau phần lớn là dân dụng, nhân vật kiểu như nô bột máy móc, người bán hàng, cùng kẻ khuân vác. Đại nhân biết, tài nguyên theo dõi của chúng ta phi thường có hạn, nhân lực cùng năng lực phân tích của máy tính đều thiếu thốn nghiêm trọng, cho nên ở sau khi ngài đến, liên tục đưa lên mấy chục hạng mục lớn thành công, đại bộ phận tài nguyên đều phân phối đến nơi khác. Dần dần mất đi truy tung cùng theo dõi đối với con rối linh năng loại tự chủ học tập còn lại. Vũ Anh Lan cười nói, xem ra, cổ vương 200 năm trước các chuyên gia học giả từng chờ mong, đã ở trong lơ đẳng sinh ra. Đúng vậy. Lạc Thiên Thánh nói, năm đó ở lúc nghiên cứu siêu cấp trí tuệ nhân tạo các chuyên gia học giả đã bất chấp thủ đoạn tất cả thủ đoạn cực đoan nhất đều dùng tới bao gồm mang con chip siêu vi trong di tích hồng hoang đào móc ra đến từ bàn cổ và nữ hoa tộc sau khi trực tiếp phục chế thảm vào trên máy tính của chúng ta phải biết trong những con chip siêu vi này ẩn chứa vô số phụ trận cùng bản mạch huyền ảo phức tạp chúng ta thậm chí không biết nguyên lý vận hành thao tác của nó chỉ biết điều kiện đưa vào cùng kết quả phát ra tương đương với là những cái hộp đen. Mang vô số con chip siêu vi trạng thái hộp đen đều khảm vào trong máy tính có được năng lực tự chủ học tập và thăng cấp, đưa lên trên chiến trường thiên biến vạn hóa, đầy hỗn độn, 200 năm thời gian, rốt cuộc sẽ xảy ra biến hóa không thể tưởng tượng cỡ nào. Ta chỉ có thể nói, tất cả đều có khả năng. Cho nên nói, đây tính là một niềm vui ngoài dự liệu nhỉ. Vũ Anh Lang lẩm bẩm, nhìn xem nó, cường đại cỡ nào, hùng tráng cỡ nào uy phong cỡ nào. Người nói, nó xem như có được ý thức bản thân thật sự sao, là hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới nào đó sao, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nói, sinh mệnh, không quá chuẩn xác. Lạc Thiên Thánh nói, hơn 200 năm trước, các chuyên gia lĩnh vực trí tuệ nhân tạo xuất sắc nhất của đế quốc đã nhất trí ra kết luận, trong 1.000 năm sau đó, ở dưới tình huống không có văn minh cấp cao hơn tham gia, muốn làm trí tuệ nhân tạo sinh ra ý thức của mình tiến hóa thành hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới, điều này quá mức không thực tế. Nhưng, quyền vương, lôi tông liệt, thật là một loại siêu cấp trí tuệ nhân tạo tương đối tiên tiến, có lẽ so với trí tuệ nhân tạo đế quốc bây giờ ứng dụng ở trên đầu mối then chốt vũ trụ cùng mấy chủ siêu cấp chiến hạm còn cường đại, đáng giá xâm nhập nghiên cứu hơn. Rất đáng tiếc, thẳng đến lúc nó từ sâu trong phế tích thành thị trở về, ở trên nghiệp thổ trở thành lực lượng mới xuất hiện, chúng ta mới nhằm vào hắn tiến hành trọng điểm theo dõi, từng bước một gắt gao chú ý hắn phát triển lớn mạnh nhưng tình huống thời kỳ sớm của nó ở mấy chục năm trước lại là trống rỗng cho nên vẫn phải bắt nó đến thiên không chi thành mạng châu xa hoa sau khi toàn diện tháo dỡ cùng phân giải nghiên cứu kỹ càng mới được cần bỏ dở nhiệm vụ cấp hoàng kim thành tiêu giao chi chiến sao đại nhân vũ anh lan nheo mắt hả quyền vương biến dị ra ngoài dự liệu đã có chút thoát ly chúng ta khống chế mời đại nhân xem chúng ta ban đầu đánh giá người chơi tỷ lệ tử vong tổng hợp là 11.5%, tỷ lệ tử vong cao nhất không vượt qua 18%, nhưng bây giờ tỷ lệ tử vong di động đã tăng lên tới 15.4%, đánh giá tỷ lệ tử vong cao nhất có khả năng đột phá 30%. Hơn nữa một trị số này còn đang không ngừng bay lên. Lạc Thiên Thánh tổng kết, lũ chim non này không phải đối thủ của quyền vương, nói không chừng sẽ bị quyền vương giết hại. Muốn bỏ dở thí luyện và trò chơi, khống chế quyền vương trước hay không? Điều đó không có khả năng. Vũ Anh Lan nhìn chầm chầm màn hình, ánh mắt chợt mê say, chợt hoảng hốt, chợt lại phun ra hào quang như đao kiếm. Trong màn hình, quanh thân người khổng lồ sắt thép cao gần trăm mét phun trào ra vô cùng vô tận chân khí và linh năng, như là một cơn bão mang tính hủy diệt, cuốn vô số tội dân cùng người chơi tu tiên giả của nghiệt thổ vào trong đó. Tổ ba người, tiểu đội xích luyện, từng tổ đội với Lý Diệu, cao ngạo ngang ngược, không ai bị nổi cũng hãm sâu vòng xoáy giống như con thuyền lẻ loi phá thành mảnh nhỏ trung bần bật ở trong sóng triều ngập trời vũ anh lang hít sâu một hơi lấy tần suất truyền âm nhập mật cực kỳ đặc thù hướng lạc thiên thánh phát ra thanh âm chỉ có đôi bên mới có thể nghe được tiến sĩ lạc người có biết chúng ta giờ phút này ở trên đầu cuối toàn bộ linh võng của toàn bộ đế quốc chiếm cứ tỷ lệ tiếp sóng đã đạt tới bao nhiêu không người biết có bao nhiêu vạn ức tài chính giống như hung thú bụng đói kêu vang đang chờ đợi kết quả cuối cùng lần nhiệm vụ cấp sử thi rung động đến tâm can này của chúng ta không? Người biết bao gồm lệ gia, vũ văn gia, tập đoàn kình thiên và bao nhiêu đại lão quân đội đang gắt gao chú ý thiên không chi thành, mạng châu sa hoa, cùng với chúng ta không? Một trăm năm, suốt một trăm năm, chúng ta vượt mọi chông gai, sống vai huyết chiến, rốt cuộc đi tới một bước này, cũng đẩy bản thân lên nơi đầu sóng ngọn gió, phía trước là con đường huy hoàng, dưới chân lại là vực sâu vô tận. Chúng ta không thể bỏ dở nửa chừng, càng không quay đầu được, ta đã đặt toàn bộ tài sản trong lần, nhiệm vụ cấp sử thi, trung động đến tâm can, hoành tráng mạnh mẽ này, tuyệt không có bất cứ nhân tố ngoài ý muốn nào có thể cắt ngang nó. Xem! Vũ Anh Lan tràn đầy tự tin cười lên, triển lãm một chuỗi số liệu trong suốt lấp lánh trên máy tính mini cho Lạc Thiên Thánh xem, tỷ lệ tiếp sống của chúng ta ở trên toàn bộ đầu cuối hết thảy tăng vọt, không có bất cứ truyền thông và diễn đàn nào có thể cạnh tranh với chúng ta. Mặc dù lúc trước đế quốc và thánh minh trực tiếp chiến tranh súng thật đạn thật, ở trước mặt chúng ta cũng thua chị kém em. Đã nhìn ra chưa, suốt 100 năm trực tiếp giết chóc, người xem đã chán ghét khống chế, bọn họ không muốn nhìn thấy mọi thứ bị tỉ mỉ khống chế, bọn họ thích không khống chế được, bọn họ thích bất ngờ, bọn họ thích quyền vương, lôi tông liệt. Nhưng mà, Lạc Thiên Thánh nghĩ một chút, chỉ vì tỷ lệ tiếp sống sao? Đây là một ván cược, cũng là ta liều chết quyết đấu với cực thiên giới, thiên cực tinh, lũ rác rưởi trong triều đình. Giọng Vũ Anh Lan trở nên vô cùng khàn khàn và lạnh lùng, thế giới này chính là tàn khốc như thế, lúc trước nơi này vẫn là vùng đất hấp hối hoang vu, lũ rác rưởi đó đạp ta một phát đến nơi đây, tùy ý ta tự sinh tự diệt thậm chí muốn ta gánh tiếng xấu phòng thí nghiệm nghiệt thổ đóng cửa. Đợi tới sau khi người ta trả giá suốt 100 năm tâm huyết, vắt hết ốc, nhọc lòng, khiến nơi này trở nên sinh động, Thịnh vượng phát triển, lại không biết có bao nhiêu rác rưởi, vương móng vuốt mọc đầy lông, muốn đến hái trái cây, chiếm móng hời, biến nơi này làm của riêng, mang chúng ta đá hết ra, đánh về nguyên hình. Trong lũ rác rưởi này, thậm chí bao gồm hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ, trăm trận trăm thắng của chúng ta. Mấy năm trước, đế quốc và thánh minh ở tiền tuyến chiến sự cực kỳ kịch liệt, hoàng đế không rảnh tay để đối phó chúng ta. Nhưng bây giờ, quân đế quốc ở tiền tuyến liên tục chiến thắng đánh cho thánh minh liên tiếp bại lui, một lần hành động thu phục toàn bộ quốc thổ ngàn năm trước mất đi, đầu vị bệ hạ này của chúng ta là càng lúc càng lớn, đầu óc là càng lúc càng nóng, nghĩ muốn làm vị thiên cổ nhất đế thứ hai của hắc tinh đại đế từ trước tới nay. Tập đoàn thiên nhãn chúng ta cũng đã trở thành mục tiêu của hắn. Hừ, ta lại há là hạng người ngồi chờ chết, mặc cho người ta xâm lược, không ai có thể từ trong tay ta cướp đi khu vui chơi nghiệt thổ và thiên không chi thành hoàng đế, cũng đừng mơ. Bây giờ là thời đại của tin tức, tỷ lệ tiếp sống chính là tất cả. Ai có thể hấp dẫn con mắt, người đó liền có thể thao túng tư tưởng, ai có thể thao túng tư tưởng, người đó liền có thể nắm giữ lòng người, ai có thể nắm giữ lòng người, người đó liền có thể có được toàn bộ thế giới. Tiến sĩ Lạc, người ta quen biết ở thời điểm đôi bên bất đắc chí nhất, 100 năm qua, vô luận ngươi ý tưởng điên cùng như thế nào nữa, kế hoạch kỳ lạ nữa, thí nghiệm nghe rợn cả người nữa ta đều tận hết sức lực ủng hộ ngươi đi hoàn thành ngươi muốn bao nhiêu tài nguyên ta liền cho ngươi bấy nhiêu tài nguyên ngươi muốn một ngàn thí nghiệm phẩm cơ thể sống ta mắc cũng không chấp một lần kiếm cho ngươi năm ngàn cái một vạn cái hai người ngươi ta là đồng bạn hợp tác tốt nhất ta đối với ngươi không có chút nào giấu giếm chuyện lớn bằng trời cũng ăn ngay nói thật ngươi đương nhiên cũng sẽ ủng hộ ta đến cùng có phải hay không lạc thiên thánh không chút do dự gật đầu đúng tốt lắm. Vũ Anh Lan cười nói, bên ngoài có nhiều đại lão quân sự, chính trị, thương mại như vậy ủng hộ, thậm chí ngay cả gia chủ lệ gia đời tiếp theo lệ linh phong cũng đứng về phía ta, người nơi này lại phát hiện, quyền vương, một niềm vui bất ngờ như vậy, chỉ cần có thể khống chế thế cục, hoàng Mỹ làm tốt cả vỡ tùng, hoàng đế. Cũng không làm gì được chúng ta. Lạc Thiên Thánh không chút nào kỳ quái thái độ thiếu cung kính của Vũ Anh Lan đối với Hoàng đế Bệ Hạ, bình tĩnh nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vũ Anh Lan trầm ngâm một lát, làm cái động tác tay nói, thứ nhất, mang độ khó nhiệm vụ trận chiến thành tiêu giao từ trên cấp hoàng kim đều đến cấp bạch kim, định hướng thả dù một lô pháp bảo cùng vũ khí đạn dược uy lực cường đại xuống, cần loại mà chỉ có người chơi mới có thể mở ra cùng sử dụng. Sau đó, mở ra công sự che chắn bí mật của chúng ta chôn sâu ở lòng đất, gửi tọa độ cho toàn bộ người chơi trong khu vực nhiệm vụ, nếu người chơi thật sự ăn không tiêu, muốn rời khỏi thí luyện, hoàn toàn có thể vào ẩn nấp. Đương nhiên, điểm cùng chiến tích bọn họ trước đó tích lũy đều sẽ trở thành hư không. Thứ ba, để chiến đoàn Thiên Nhãn cỡ vòng ngoài thành tiêu giao tản ra phòng tuyến, tuyệt không thể để quyền vương cùng bất cứ một tội dân nghiệp thổ nào chạy ra. Đám tội dân này đã thấy được quá nhiều thứ không nên nhìn thấy, bao gồm tiêu giao thành chủ hạ hầu vô tâm ở trong cũng không thể lưu lại, chờ sau khi bọn hắn tự giết lẫn nhau tương đối rồi, nhiệm vụ thí luyện chấm dứt liền dọn sân toàn diện đi. Đúng rồi, để ta nghĩ một chút, nghe nói trong phòng thí nghiệm của ngươi mới nhất điều chế ra một lô quái thú, phải không? Đúng. Nghĩ đến thành quả thực nghiệm của mình, Lạc Thiên Thánh kiêu ngạo mà cười lên, ta cam đoan, đó là hung thú ác mộng, thật sự. Cốt lắm, như vậy chờ sau khi trận chiến thành tiêu giao kết thúc, liền lấy phế tích thành thị vỡ tan tành làm nơi thí nghiệm, trước mặt các vị đại lão kiểm tra một phen uy lực của lô hung thú ác mộng này đi, nói không chừng có thể lấy đến được đơn đặt hàng lớn ngay tại chỗ đó. Vũ Anh Lan nói, về phần vấn đề khống chế, quyền vương, lôi tông liệt sao, bây giờ dùng pháo quỷ đạo của chúng ta gắt gao khóa mục tiêu nó, bảo đảm nó có bất cứ sự khác thường nào cũng có thể bị đánh thành mảnh vụn, nhưng trước đừng sử dụng, để tiểu đội cùng nhân đi xử lý, cố gắng suy yếu nó, không đến mức mất khống chế là được rồi. Ta rất muốn biết, con rối linh năng loại hình tự chủ học tập cùng thăng cấp này, rốt cuộc có thể đào móc ra bao nhiêu tiềm lực. Hiểu rồi. Lạc thiên thánh gật đầu nói, ta đi chuẩn bị hung thú ác mộng. Đợi chút. Vũ Anh Lan bỗng gọi lại hắn, chỉ vào một đoạn hình ảnh không quá rõ ràng, đó là chiếu lại tình hình chiến đấu ngày hôm qua, trong khói thuốc súng tràn ngập, thân hình vụng về của Lý Diệu chợt lóe qua, ngay sau đó hình ảnh đã bị ánh lửa và khói đặc che phủ vũ anh lan chỉ vào lý diệu hỏi còn có việc nhỏ đây là cái gì hình như bị quyền vương thu nạp đến trong cơ thể đây cũng là một con rối linh năng có thể tự chủ học tập cùng thăng cấp lạc thiên thánh nói loại hình cụ thể tạm thời vẫn chưa biết được dù sao quyền vương thích nhất sưu tầm đủ loại con rối linh năng đặc biệt có thể tự chủ học tập cùng thăng cấp quá khứ chúng ta mãi không rõ nghĩ hẳn đây chỉ là ham mê nhỏ không quan trọng gì của hắn bây giờ cuối cùng đã biết ý đồ của nó, hẳn là tháo dỡ cùng nghiên cứu con rối linh năng khác, tìm được biện pháp không ngừng cường hóa bản thân nhỉ. Ồ! Vũ Anh Lan mặc không biểu cảm nói, cho nên, đây là một cục phế liệu không quan trọng gì. Hẳn là vậy. Lạc Thiên Thánh nghĩ một chút rồi nói, nhưng, nếu đại nhân cảm thấy hứng thú, chúng ta cũng có thể điều động thêm một ít sức tính toán, người theo dõi cùng phân tích sư, làm rõ chân tướng của con rối linh năng này, xem xem ngọn nguồn của nó rốt cuộc ở nơi nào. Vũ Anh Lan nhìn lướt qua siêu cấp máy tính tất cả đều đang vận chuyển tốc độ cao, cùng những nhân viên phân tích đầu sắp nổ tung, nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, thôi, phía sau còn có nhiệm vụ cấp sử thi cần ra màn, không cần thiết lãng phí thời gian ở trên loại việc nhỏ này, quên nó đi. Mạng châu xa hoa như con nhện độc đẹp để duỗi ra các chi, tấm lưới lớn rập trời rập đất bị bệnh càng thêm nhỏ mà dày đặc từng con hung thú ác mộng và vô số chiến sĩ tinh nhuệ, hết thảy vận sức chờ phát động. Mọi người trên nghiệt thổ còn chưa biết đại nạn tới nơi, hãy còn đắm chìm ở trong chém giết tanh máu nhất. Cả tòa thành tiêu giao hoàn toàn loạn hết cả lên. Quyền vương, lôi tông liệt ngoài dự đoán của mọi người biến thân thành người khổng lồ sắt thép cao gần trăm mét, làm sức chiến đấu của thành đại thiết nháy mắt tăng lên mười mấy cấp. Chỉ riêng khiên linh năng kích động ở quanh thân, giống như là một siêu tân tinh phát nổ, ánh sáng vạn trượng, chọc mù mắt người ta. Ở dưới tám cái chi to lớn cùng loạn vung, tinh thạch chiến xa biến thành hộp diêm sốt giòn không chịu nổi, vô luận hung nhân, giặc cướp hay là người chơi tu tiên giả ùng ùng chạy trối chết. Ai nếu dám ngăn cản ở phía trước hắn, trảm hạm đao dài mười mấy hai mươi mét sẽ cho kẻ đó biết, cái gì là hương vị, tuyệt vọng. Phòng tuyến trong ngoài thành tiêu giao hoàn toàn sụp đổ. Quyền vương kiên định không dời hướng khu vực trung ương thành tiêu giao, cũng chính là chỗ tháp thông thiên đứng sừng sững lao đi ngay cả giặc cướp cùng người chơi tu tiên giả phe công thành cùng trận doanh với hắn, cũng bị sự dũng mãnh và bá đạo của hắn dọa trong lòng run sợ, không dám tới gần hắn trong vòng phạm vi vài trăm mét, sợ bị hắn giết đến mức nổi hứng, trực tiếp một đòn chùi lưu tinh đánh thành thịt nát. Chuyện như vậy, vừa rồi hình như đã từng xảy ra. Tóm lại, trong ngoài chiến trường một mảng hỗn loạn, hai bên công thủ đều trợn mắt cứng lưỡi nhìn con quái sắt thép khổng lồ này. Quyền vương, lôi tông liệt, trở thành nhân vật chính duy nhất của trò chơi chiến tranh này. Đúng lúc này, thiên không chi thành, mạng châu sa hoa lóng lánh ra ánh đỏ yêu dị mà nồng đậm, vô số sao băng kéo bi nghiêm thật dài, lấy tốc độ siêu cao đột nhập tầng khí quyển, nháy mắt ở trong ngoài thành tiêu giao nhất lên một trận mưa sao băng lửa, đập ra ngàn vạn cái hố nổ khổng lồ. Sóng xung kích từ bốn phương tám hướng cùng lúc bùng nổ, không ít tội dân và người chơi tu tiên giả của nghiệp thổ đều bị thổi bay đến giữa không trung, thậm chí có một số con quỷ xui xẻo không cẩn thận đứng trên điểm rơi của sao băng, bị trực tiếp đánh nổ cùng bốc hơi. Những sao băng này lại là những hòm vũ khí nhảy dù lập lòe ánh bạc, là loại cao cấp tội dân nghiệp thổ chưa bao giờ gặp, mặt ngoài tuyên khắc dấu hiệu xương khô nhìn thấy ghê người, tội dân nghiệp thổ dám tới gần, hết thảy sẽ lọt vào hồ quan đã kích không lưu tình chút nào, căn bản không tìm thấy phương pháp mở ra. Tiếp 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 đám người chơi tu tiên giả lại ùn ùn tiếp thu chỉ thị mới nhất đến từ thiên không chi thành mạng châu sa hoa trận chiến thành tiêu giao đã từ nhiệm vụ cấp hoàng kim tăng lên tới nhiệm vụ cấp bạch kim bọn họ sắp đạt được vũ khí đạn dược cùng viện quân giúp đỡ hoàn toàn mới hơn nữa cho dù người chơi ban đầu bị phân phối ngẫu nhiên đến trận doanh quyền vương bây giờ cũng sửa đổi mục tiêu nhiệm vụ mục tiêu của toàn bộ người chơi tu tiên giả hết thảy biến thành trấn áp quyền vương nhiệm vụ cấp bạch kim cấp bạch kim trong truyền thuyết gần với nhiệm vụ cấp sử thi. trời ạ, à, đây rốt cuộc là quái vật gì, thế mà trở thành mục tiêu của tất cả chúng ta. khu vui chơi nghiệt thổ thật sự là kích thích, kịch chiến với bá chủ như vậy, quả thực so với ở tiền tuyến đánh trận với người thánh minh càng thêm đã nghiền hơn. trống 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 trống, pháp bảo hoàn toàn mới, trang bị hoàn toàn mới, ngầu nha. ở dưới sự trợ giúp của đầu mũi tên mô phỏng hướng dẫn. Người chơi tu tiên giả rất nhanh tìm được lượng lớn hồng nhảy dù, lấy mật mã linh văn đặc thù mở ra, bên trong là những bộ tinh khải mới tinh, cường đại hơn, cùng với vô số pháp bảo mũi nhọn có thể treo thêm ở trên tinh khải, sau khi mặc vào, ánh vàng lập lòe, trực trở hẳn lên. Bọn họ giống như con cóc bơm đủ hơi, kẻ nào cũng lại lần nữa bành trướng lên. Quyền vương Chịu chết đi Đám người chơi kêu ngao ngao, bay lên trời chỉ vào tinh khải mũi nhọn mang đến tốc độ siêu cao cùng thân hình linh động lượng vòng nhanh ở quanh thành đại thiết hướng quyền vương rải xuống mưa bom bảo đạn mặc dù quyền vương thật sự không phải nhân loại mà là trí tuệ nhân tạo tính năng siêu cao nào đó nó cũng cần phục tùng pháp tắc trên nghiệp thổ toàn bộ tài liệu nó dùng để luyện chế thành đại thiết hoặc là đường ray trời bố thí hoặc là ve chai thu thập trong phế tích thành thị thậm chí có rất nhiều là vũ anh lang sau khi nhìn ra tiềm lực phát triển của nó cố ý đưa cho nó. Kho số liệu cùng bản mạch logic của nó có thể lấy biến thành mạnh nhất coi là tín niệm vĩnh viễn không mài mòn hủy diệt. Nhưng thân thể lắp kép hỗn loạn của nó lại không cách nào địch lại tinh khải mũi nhọn nhất của đế quốc chân nhân loại. Người chơi tu tiên giả sau khi súng bắn chim hóa pháo, hoàn toàn khác với bộ dáng chật vật không chịu nổi, chạy trối chết vừa rồi. Mặc dù quyền vương vẫn có thể giết chết mấy người trong bọn họ, nhưng bọn họ cũng có thể tạo thành tổn thương nặng cho quyền vương rầm 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 rầm. Tầng ngoài bọc thép của quyền vương rốt cuộc bị người chơi đánh nổ, lộ ra cấu kiện yếu ớt hỗn độn bên trong, vô số con rối linh năng loại nhỏ từ trong lỗ thủng nổ ra, như thiên nữ tán hoa ném trên mặt đất, và đập vỡ nát. Khí thế thẳng tiến không lùi của quyền vương bị kiềm tỏa, lập tức bị càng nhiều người chơi hơn nhìn ra sơ hở, liều mạng công kích chỗ nối tiếp tám xúc tu máy móc cùng thân thể của nó, lại cứng rắn chém rụng hai xúc tu máy móc, như con rắn khổng lồ dậy chết liều mạng sóc nảy ở trên mặt đất. Các ngươi rốt cuộc là loại người nào? Quyền vương hẳn là không có cảm giác đau, lại phát ra rống giận đau khổ. Vì sao các ngươi có thể nhận được vũ khí đạn dược từ trên trời giáng xuống? Vì sao các ngươi đều muốn ngăn cản ta công chiếm thế giới cực lạc? Vì sao trang bị cùng thần thông của các ngươi đều quỷ dị như thế? Các ngươi không phải tội dân nghiệt thổ, cái gì thích khách cùng lính đánh thuê thung lũng bụi gai, căn bản không phải. Các ngươi là thiên nhân, các ngươi từ đường ray trời buông xuống nơi đây, buông xuống trên chiến trường của ta, rốt cuộc muốn làm gì? Quyền vương như là phát điên vung sáu cánh tay còn lại, ở bên người cuốn lên từng cơn lốc, không để ý tất cả lao về phía tháp thông thiên, tự như là muốn dùng chiến thể sắt thép khổng lồ như núi của mình hút gãy tháp thông thiên, làm thiên không chi thành, mạng châu sa hoa sụp đổ. Chỉ tiết, vô dụng. Đường ray trời và thiên không chi thành không dựa vào tháp thông thiên mới chống đỡ ở trên mặt đất, cái gọi là tháp thông thiên, chẳng qua là một đường ống vận chuyển vật tư mà thôi, đường ống như vậy ở trên cả nghiệp thổ, đâu chỉ hơn trăm cái. Huống chi, quyền vương cũng không đến được tháp thông thiên. Trong sao băng vừa rồi từ trên trời giáng xuống, trừ hòm đạn dược, còn có mười mấy khoang đột kích cực kỳ đặc thù. Sau khi hung hăng rơi xuống mặt đất, tựa như cánh hoa hướng bốn phía vỡ ra, từ bên trong bay ra mười mấy khải sư mặt tinh khải nhiều màu sặc sỡ, hình thái quỷ dị như sâu bọ. Nhện, bọ ngựa, châu chấu, bọ cạp, mũi, rùi bọ, rết, bướm, chuồng chuồn. Giống như mười mấy con sâu bọ máy phóng đại vô số lần, chậm rãi bay đến giữa không trung. Bọn họ không nóng lòng hướng quyền vương phát động tấn công mãnh liệt, lại như rùi bọ cùng mũi phiền lòng, bay đến quanh quyền vương kiềm chế cùng quấy rầy, sáng tạo cơ hội công kích tuyệt hảo cho người chơi tu tiên giả bình thường. Ở dưới tiểu đội khải sư quỷ dị này kiềm chế, quyền vương không còn tư thái uy phong bát diện, trăm trận trăm thắng vừa rồi nữa lại tiến lui mất linh, che trái hở phải, làm vấn đề thân hình khổng lồ, động tác chậm chạp bại lộ ra ở trình độ lớn nhất. Điểm chết người là, quyền vương sắp hao hết linh năng. Quyền vương xong rồi. Sâu trong thành đại thiết, Lý Diệu đã sớm bảo hộ thỏa đáng hai đứa nhỏ hàng đặc và lưu ly, lại ở quanh thân tràn đầy một tầng ô dù linh năng như đệm khí, ngăn cản sóng xung kích cùng chấn động sóng sau cao hơn sóng trước. Cảm giác sâu sắc trên chiến trường xung quanh không ngừng trào ra khí tức cường giả, còn có người tu tiên chỗ xa hơn đang bố trí phòng tuyến, Lý Diệu âm thầm thở dài. Mặc cho quyền vương có năng lực thông thiên triệt địa, vẫn xoay vòng vòng ở trong lòng bàn tay người tu tiên, muốn đánh vỡ mãn thiên địa bị phong ấn này, sao có khả năng chứ? Mặc kệ hắn hay là nó, rốt cuộc là cái gì, đều không thể chạy thoát pháp tắc năng lượng cơ bản trói buộc, muốn điều khiển một tòa thành đại thiết to như vậy tiến hành chiến đấu cùng bạo như thế, linh năng mỗi một giây tiêu hao đều không thể đánh giá có thể từ vòng ngoài thành tiêu dao chống đỡ ức vạn lửa đạn từng bước một thẳng tiến đến nơi đây là cực hạn của nó rồi nhỉ một khối nhiên liệu cuối cùng trong thành đại thiết chỉ sợ cũng bị chiến ý điên cuồng của nó thiêu đốt cạn rồi nhỉ lý diệu có thể rõ ràng cảm giác được nó phẫn nộ không cam lòng khuất nhục cùng hoang mang tình cảm dao động nồng đậm như thế làm lý diệu một lần nữa nghi hoặc quyền vương rốt cuộc là hắn hay là nó xin lỗi đúng lúc này lý diệu bỗng nghe được trong góc bốn phía truyền đến giọng bi thương của quyền vương thế giới này thật sự quá mức cường đại ta thua rồi còn liên lụy đến ngươi trong lòng lý diệu khẽ động biết quyền vương không phải đang nói chuyện với hai đứa nhỏ câu này rõ ràng chính là nói với mình việc tới nước này lý diệu cũng không cần thiết hoàn toàn giấu giếm vội vàng nói đợi chút ta còn có rất nhiều chuyện chưa làm rõ ngươi không hiểu ta cũng không hiểu nhưng cái đó đã không quan trọng nữa quyền vương nói nghĩ cách chạy đi ta biết lấy năng lực của ngươi hẳn là thoát được ngươi muốn làm gì lý diệu vội nói núi xanh còn đó còn chưa đợi hắn nói xong đã cảm giác được một đợt đất trung núi chuyển cùng phong gào thét quyền vương thế mà tập trung hết linh năng ít ỏi không còn sót lại là bao tới trên phù trận phản trọng lực cùng phù trận động lực của khung gầm phun trào ra cả mảng lớn ánh lửa như nước lũ bay lên trời càng bay càng cao hướng tới bầu trời hướng tới đường ray trời hướng tới thiên không chi thành mạng châu sa hoa phóng đi trên mặt đất bụi bậm nhất lên thổi quét cả tòa thành tiêu dao toàn bộ tội dân nhiệt thổ đều ở trong bụi bậm nhìn lên bầu trời nhìn lên quyền vương hướng tới bầu trời xung phong thiên không chi thành mạng châu sa hoa ngươi con mẹ nó rốt cuộc là thứ đồ chơi gì hả quyền vương cười ha ha kiếm lưỡi cưa trảm hạm đao và khai sơn phủ vang lên ong ong phát ra mũi nhọn xé rách bầu trời phát ra tiếng trống giận như sấm sét. Vô số người chơi tu tiên giả cả kinh biến sắc, tranh nhau triển khai chặn lại. Bao gồm tiểu đội Khải Sư côn trùng hình thù kỳ quái kia cũng thay đổi thái độ, hướng quyền vương phát động công kích sắc bén nhất. Nhưng thân thể quyền vương thật sự quá mức khổng lồ, mặc dù bọn họ có thể xé rách từng khối cấu kiện thật lớn, thậm chí đối với xúc tu máy móc của quyền vương cũng xé rách xuống từng cây, ở trên người quyền vương tuôn ra 80 100 quả cầu lửa to lớn cũng không thể ngăn cản một đòn cuối cùng của quyền vương. Quyền vương, lôi tông liệt, mang cả thân thể của mình hóa thành một nắm đấm sắt thật lớn, đột phá tầng khí quyển, xông lên chín tầng mây, hướng thiên không chi thành, mạng châu sa hoa đánh ra một cú đấm kinh thiên động địa. A a a a a a Quyền vương riết gào, không ai có thể diễu võ dương oai ở trên đầu ta, đánh rụng cho ta đi, mạng châu sa hoa. Từ nghiệt thổ chồng chất vết thương, máu chảy thành sông, gập ghềnh nhìn về phía bầu trời, quyền vương tựa như đã đột phá chân trời, vượt lên trên thiên không chi thành, mạng châu xa hoa phía trên. Giờ khắc này, thời gian như động lại, toàn bộ tội dân, vô luận là phe công thành hay là phe phòng thủ, tất cả đều trợn mắt cứng lưỡi, mất hồn mất phía nhìn chăm chú vào bầu trời. Mấy trăm năm qua, chưa bao giờ có bất cứ một tội dân nào có thể mạnh mẽ đột phá bầu trời. Càng không cần nói, lấy thân thể dơ bẩn đáng ghê tẩm của bọn họ, đi làm bẩn thiên không chi thành, mạng châu sa hoa cao cao tại thượng, thuần khiết vô cùng, tận thiện tận mỹ. Trong ít hầu và ngực bụng toàn bộ tội dân đều thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, bỗng sinh ra một sự xúc động không thể áp chế. Mặc dù hung nhân và giặc cướp đứng ở bên tiêu giao thành chủ, cũng bị khí phách quyền vương chấn nhiếp thật sâu, không tự chủ được ở trong lòng gào thét, phá tan nó, phá tan bầu trời, xông lên mạng châu sa hoa. Nhưng mà, thời gian chỉ động lại nửa giây, từ chung quanh đường ray trời cùng mạng châu sa hoa liền bắn ra mấy trăm cột sáng màu đỏ tươi đang xen ngang dọc thành một tấm lưới lớn trùng trời phủ đầu quyền vương bao phủ ở bên trong tấm lưới lớn huyền mang mang tính chất hủy diệt này lại giống như mang theo tính dẻo dai rất mạnh khảm thật sâu vào trong thân thể máu thịt quyền vương chưa hoàn toàn ngăn cản xu thế nó tiếp tục lao về phía trước điều này cho mọi người trên mặt đất một loại ảo giác cho rằng quyền vương chỉ cần dũng mãnh một chút nữa thì có thể va chạm vào mạng châu sa hoa trong truyền thuyết lưu lại ở trên lớp vỏ quan huy thánh khiết kia ký hiệu dơ bẩn tanh máu của tội dân. Nhưng, ý niệm như vậy vừa mới hiện lên ở đáy lòng ngàn vạn tội dân, độ sáng của tấm lưới ánh sáng liền chợt tăng lên một cấp, trong nháy mắt dở quyền vương thành tám mảnh, hóa thành một chùm quả cầu lửa vô cùng chói mắt. Giống với trong mấy trăm năm qua, toàn bộ tuyệt thế hung nhân kiệt ngạo bất tuân, dám hướng bầu trời phát ra khiêu chiến, quyền vương, lôi tông liệt, bị bầu trời trấn áp. Quả cầu lửa dương nanh múa vuốt, như ý chí tràn ngập không cam lòng và phẫn nộ kia vẫn như cũ hướng bầu trời tiến lên nhưng nó chung quy đánh không lại bầu trời phong tỏa cùng lực hấp dẫn trói buộc vô lực ngã xuống nắm đấm sát đội vương miệng chung quy vẫn ngã xuống mặt đất thở dài trên rỉ cùng gầm nhẹ một trận trong thiên không chi thành mạng châu xa hoa lại là tiếng cười nhẹ nhàng bâng quơ cùng vỗ tay cực có tiết chế các khách quý đường xa mà đến vì chủ nhân nơi đây nhọc lòng an bài trò hay này hướng hắn tỏ vẻ chúc mừng cùng tán thưởng cũng không cường đại như trong dự kiến của ta vũ anh lan mỉm cười hướng các khách quý nâng chén thăm hỏi lại quay đầu nhỏ giọng nói với lạc thiên thánh thì ra là mặt hàng nhìn được mà không dùng được dễ dàng bị trấn áp như vậy sao làm hại chúng ta còn sợ bóng sợ gió một hồi đây là chỗ thiếu hụt trí mạng của con rối linh năng loại hình tự chủ học tập cùng thăng cấp lạc thiên thánh nói phương hướng tự chủ tiến hóa của bọn họ cực độ không thể khống chế thường xuyên sẽ lâm vào trong cạm bẫy cải tạo cực kỳ cấp thấp nói ví dụ quyền vương cải tạo bản thể của mình khổng lồ mà vụng về như thế thật ra không hề cần thiết có thể ở trong logic tư duy của nó lớn tương đương mạnh đi tổng thể mà nói nó biểu hiện coi như là không tệ rồi dù sao cũng là ở trên nghiệp thổ tự sinh tự diệt tự mình mò mẫm ra giả chiêu số nếu có thể đưa đến trong phòng thí nghiệm của chúng ta xâm nhập nghiên cứu và điều chỉnh thử một phen hẳn là sẽ có biểu hiện càng thêm kinh người Ừm, bộ dáng trái lại đủ mánh lới. Vũ Anh Lan mỉm cười, người xem phản ứng phi thường mãnh liệt, đặc biệt hình ảnh cuối cùng tấn công mạng châu sa hoa, tràn đầy quyết đoán nha, có lẽ về sau chúng ta nên luyện chế ra thêm một ít con rối cùng quái thú siêu khổng lồ cùng loại hình, lại giúp bọn họ nghĩ ra một ít khẩu hiệu nhiệt huyết sôi trào, ngốc tới cực điểm, như thế như vậy. Người chơi, du khách cùng người xem mới có thể chơi tận hứng, xem đã ghiền. Bây giờ sao, để tiểu đội cùng nhân tiến vào trong hài cốt của nó, tìm được máy tính trung tâm của nó, mang về thiên không chi thành, sau đó liền tiến vào giai đoạn tiếp theo, đại loạn chiến đi. Hài cốt khổng lồ hừng hực thiêu đốt nặng nề rơi xuống đất, lửa hầu như bao trùm nửa tòa thành tiêu dao. Tiểu đội Khải Sư như côn trùng máy móc chậm rãi rơi xuống, tuyệt đại bộ phận thành viên lượng lờ, cảnh giới ở xung quanh hài cốt như ngọn núi lớn của quyền vương. Hai khải sư ngoại hình phân biệt như là bọ ngựa cùng nhện chui vào trong quả cầu lửa không ngừng phát nổ. Bá 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 bá. Bản vẽ kết cấu thành đại thiết nhanh chóng hiện lên ở trước mắt bọn họ, làm bọn họ rất nhanh đã khóa mục tiêu trung tâm khống chế vỡ tan tành. Quả nhiên, trong ánh lửa cùng sương khói của trung tâm khống chế, xoay quanh một trung tâm máy tính so với quả táo còn nhỏ hơn, như kim cương mài thành, mơ hồ tản mát ra khí tức sắc bén. Nhìn thấy hai khải sư côn trùng xuất hiện, Máy tính trung tâm này giống như quỷ hỏa trôi nổi bất định, muốn hướng sâu trong hài cốt chạy trốn. Chính là nó. Ha ha, còn muốn chạy sao, mỗi lần nhìn thấy bộ dáng giải chết của mấy thứ này, liền cảm thấy buồn cười. Người tu tiên mặt chiến khải bọ ngựa cười một tiếng dữ tợn, xuề ra năm ngón tay, lòng bàn tay chạy nhảy từng mảng hồ quang, ngưng tụ thành điện từ trường cường đại, hút lấy máy tính trung tâm. Máy tính trung tâm ở giữa không trung xoay hỗn loạn vù vù, dốc hết sức muốn chống lại, nhưng nó đã suy yếu đến tột đỉnh, căn bản không ngăn được đối phương kéo đi. Đúng lúc này, trong đầu người tu tiên mặt chiến khải bọ ngựa này nổ tung một tia sét, con ngươi chợt co rút lại đến cực hạn. Có chút không thích hợp. Thông tin Thông tin của bọn họ với thiên không chi thành, mạng châu sa hoa, không, thậm chí ngay cả kênh chiến thuật của hắn cùng đồng bạn ở ngoài hài cốt, không biết từ khi nào đều bị quấy nhiễu mãnh liệt, hoàn toàn chặt đứt. Rẹt 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 là tiếng bánh xích nghiền qua hài cốt khải sư tinh nhuệ tiểu đội cùng nhân này bỗng nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng thế mà có một con rối linh năng kiểu bánh xích đầu vuông nặng nề vụng về tới cực điểm từ trong không gian vặn vẹo sâu trong hài cốt chui ra đây là khải sư bọ ngựa cực độ ngạc nhiên rất hoài nghi hai mắt của mình sao có thể có một con rối linh năng từ trên tầng khí quyển rơi xuống vẫn hoàn hảo không tổn hao gì Vấn đề này còn chưa cân nhắc rõ ràng, hắn liền cảm thấy cái óc mình đau đớn một trận, mi tâm thì ngứa ngáy một trận. Ngay sau đó, liền nhìn thấy một cái lao hoặc là phi kiếm máu tươi đầm đìa, đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Hắn ngẩn ngơ ý thức được, món đồ chơi này hình như là từ phía sau khoang thủng đại não của hắn, lại từ mi tâm chui ra. Hắn muốn kêu, đã không phát ra được tiếng, miễn cưỡng chuyển động trong mắt đi tìm đồng bạn mình, mới phát hiện đồng bạn không biết từ khi nào, bị lột hết tinh khải thân thể máu thịt cắt thành hai nửa đều đều, phân biệt ném đến trong góc cách xa nhau mấy chục mét. Sao có khả năng? Ở trước khi ý thức hoàn toàn lâm vào bóng tối, khải sư bọ ngựa ngẩn ra nhìn chầm chầm ngôi sao yêu dị kia ở chính diện con rối linh năng kiểu bánh xích, phát ra tiếng trên rỉ hoang mang. Bản mạch tư duy một lần nữa nối tiếp. Kho số liệu lại lần nữa phục chế cùng ngưng tụ. Từ cơ cấu tầng dưới chót đến logic vận hành, vô cùng vô tận thuật toán đang va chạm cùng tổ hợp, từ trong hư vô dựng lên một tòa cao ốc nguy nga lập lòe ánh vàng quyền vương đã khởi động lại nó nhanh chóng quét hoàn cảnh xung quanh phát hiện bản thân đặt mình trong một không gian bịt kính tràn ngập khí thể hôi thối cùng nước bùng dinh dính phía trên truyền đến vụ nổ cùng chấn động kịch liệt máy tính trung tâm của nó bị nối đến trên ba bộ máy tính phụ trợ loại nhỏ lại được khảm ở trong một cơ thể máy gầy trơ cả xương nhìn từ tay chân chất liệu khác nhau hẳn là mặt hàng ve chai lâm thời lắp kép nhưng thủ pháp tiếp nối cùng lắp ráp lại thoải mái ra ngoài dự liệu thậm chí so với kỹ thuật của bản thân nó còn cao minh hơn một chút không là cao minh hơn rất nhiều nó chậm rãi hoạt động ngón tay các chi gân thép xương sắc lại có được sự mượt mà như tơ lụa cùng ngấy mở như pho mát thật sự là kỹ thuật lắp ráp không thể tưởng tượng nó cảm giác được trong nước bùng lạnh như băng hai mảng vật thể cuồn cuộn không ngừng phóng ra tia hồng ngoại là hai đứa nhỏ nhân loại tối hôm qua cùng nhau dùng bữa còn có một con rối linh năng kiểu bánh xích, đồng loại của nó. Quyền vương đại nhân tỉnh rồi. Hàng đặc và lưu ly đồng thời hoang hô nhảy nhót. Đây là nơi nào? Quyền vương thử khống chế phù trận phát thanh hoàn toàn mới, các ngươi đã cứu ta. Nơi này là đường ống xả thải nơi nào đó bị bỏ hoang dưới lòng đất thành tiêu giao. Việc tới nước này, cũng không có gì phải giấu giếm, Lý Diệu nói, ta đã cứu ngươi, thuận tiện giúp ngươi thay đổi một bộ thân thể hoàn toàn mới, nơi này không có công cụ cùng tài liệu gì tiện tay, chỉ có thể tùy tiện kiếm chút phế liệu tạm dùng trước, ngươi đừng để ý. Dùng phế liệu lắp ráp lên thân thể sao? Quyền vương trầm mặt một lát, tiếp tục hoạt động các chi hoàn toàn mới, làm ra từng lần đâm đánh sắc bén, nói, nhưng mà, cổng máy tính trung tâm của ta, hẳn là không thể dùng chung với máy tính khác, ngươi làm sao có thể giải quyết vấn đề này? À, cái này tính là một vấn đề sao? Lý Diệu không biết nên giải thích như thế nào, tùy tùy tiện tiện kiếm cái máy chuyển đổi, liền nối tiếp được. Quyền vương tựa như không quá quen phương thức nói chuyện thật sự của Lý Diệu, lại ngay ra chốc lát, mới tiếp tục hỏi, ta hôn mê bao lâu rồi, bên ngoài là tình huống gì? Đại khái 2-3 giờ đi. Lý Diệu nói, bên ngoài náo nhiệt rồi, quyền vương, lôi tông liệt và tiêu giao thành chủ hạ hầu vô tâm đều bị xử lý, bây giờ thành tiêu giao tòa thế giới cực lạc này liền biến thành thành thị vô chủ, ai nắm đấm đủ lớn người đó liền có thể trở thành chủ nhân mới của thành tiêu giao. Ít nhất, toàn bộ hung nhân cùng giặc cướp đều nghĩ như vậy, cũng đều làm như vậy. Bọn họ ở bên trên, binh binh bang bang, đánh túi bụi, lại có những kẻ kỳ quái tự xưng là thích khách cùng lính đánh thuê thung lũng bụi gai trợ giúp, châm ngòi thổi gió, cục diện đã hoàn toàn mất khống chế, nhắm chừng không chết mất hơn phân nửa số người, là không có khả năng dừng tay nhỉ. Bên trên loạn như vậy, chúng ta vừa lúc đục nước béo cò, chạy trốn tới nơi này nghỉ ngơi hồi phục một lát, tính toán lối suy nghĩ cho một bước tiếp theo. Nhưng đầu tiên, ta muốn biết ngươi rốt cuộc là người nào, hoặc là nói, ngươi rốt cuộc có phải người hay không. Hàng đặc và lưu ly chấn động, hướng quyền vương ném tới ánh mắt kinh ngạc. Quyền vương trái lại ở sau khi suy tư một lát, thoải mái gật đầu, ta đương nhiên không phải nhân loại, mà là đồng loại của ngươi, một loại trí tuệ nhân tạo. Cái gì? Hàng đặc và lưu ly kinh hô, ánh mắt hồ nghi quét tới quét lui ở giữa lý diệu cùng quyền vương đặt mừng rỡ tấn quyển sách giảng thể bản tinh vực tứ vạn năm rốt cuộc muốn lên thị tác hoa chúc mừng tình hình cụ thể mọi người có thể đi lão ngư tân lãng vi bác chú ý nằm ngư chân nhân bản tôn hiểu biết đa tạ các vị huynh đệ tỷ muội đại lực ủng hộ đa tạ các vị đại thần khuynh lực đề cử cảm ơn các ngươi mọi người quả nhiên như thế lý diệu đã biết quyền vương nhất định hiểu lầm rồi Ngẫm lại cũng đúng, thân phận mình bị đặt ra, chẳng lẽ không phải vừa lúc là bí mật thật sự của quyền vương. Cơ duyên xảo hợp như vậy, khó trách quyền vương sẽ coi hắn là đồng loại. Lý Diệu nghĩ chút, nói, mọi người đều là người lưu lạc chân trời, hoàn cảnh bên ngoài hiểm ác như vậy, tự nên mở lòng, đồng lòng hợp sức mới đúng. Thành thành thật thật nói với ngươi, ta không phải trí tuệ nhân tạo, mà là một luồng tàn hồn, miễn cưỡng cũng có thể tính là một quỷ tu. Nói tới đây, Lý Diệu bật cười, nói cách khác, ta là quỷ tu ngụy trang thành con rối linh năng, ngươi lại là con rối linh năng ngụy trang thành quỷ tu, mọi người cũng tính là đồng hội cùng thuyền. Ngẫm lại thật đúng là kỳ diệu, con rối linh năng tên là Quyền Vương này tiên tiến như thế, trí tuệ nhân tạo của nó ít nhất phát triển đến cấp siêu linh thể. Lý Diệu không lâu trước đó, còn ở Tinh Diệu Liên bang kịch liệt chiến đấu với siêu linh thể dưới trướng vực ngoại thiên ma, không ngờ lúc này phải mở lòng với một siêu linh thể còn có khả năng kề vai chiến đấu. Lý Diệu có chút hỗn loạn, không biết nên căm hận, sợ hãi hay là thân cận quyền vương, siêu linh thể này. Sao có khả năng? Quyền vương lại nghiêm trang nói, trong mấy chục năm qua, ta từng nghiên cứu vô số con rối linh năng, bao gồm đồng loại với ta, loại có thể tự chủ học tập cùng thăng cấp, cũng từng gặp được ngàn ngàn vạn vạn quỷ tu, cẩn thận nghiền ngẫm huyền diệu tàn hồn bọn họ. Ngươi có thể gạt được người khác, lại tuyệt đối không lừa được ta, ngươi mô phỏng ra hình thái thần hồn rõ ràng có khác biệt cực kỳ nhỏ với nhân loại hẳn là trí tuệ nhân tạo so với ta cao hơn mấy cấp sao có thể là nhân loại chứ lý diệu hả quyền vương nói lần đầu tiên gặp mặt ta còn chỉ mơ hồ sinh ra cảm giác nhưng lần thứ hai lúc ngươi ra tay ở trên chiến trường ta liền tuyệt đối khẳng định một điểm này nếu không sao có khả năng cho ngươi đăng đường nhập thất tiến vào trung tâm thành đại thiết chẳng qua khi đó ta vẫn đã xem nhẹ ngươi không ngờ ngươi thế mà tiên tiến đến loại trình độ này, cuối cùng còn cứu ta. Nguyên thần Lý Diệu cũng đã toát mồ hôi lạnh, ngươi, ngươi có thể nhìn lầm rồi hay không? Quyền vương trầm mặt một lát, nói, thần hồn ngươi mô phỏng ra, trình độ phức tạp cùng huyền diệu vượt xa xa mức tính toán cao nhất của ta, ta chưa từng gặp được đồng loại như ngươi, có lẽ tuyệt đại bộ phận nhân loại đều sẽ bị ngươi lừa, nhưng ta lại sẽ không nhìn lầm, vô luận ngươi rốt cuộc là cái gì, ít nhất ngươi không phải nhân loại thuần túy một điểm này trong lòng ngươi ta đều biết rõ nhỉ trên nguyên thần lý diệu hiện ra ba dấu chấm hỏi lòng ta biết rõ cái quỷ à khuyết sắc tâm ma cũng chần chờ nói có thể hay không là chúng ta cắn nuốt quá nhiều mảnh vỡ năng lượng tối của vực ngoại thiên ma lại hấp thu truyền thừa của giáo sư mạc huyền làm thần hồn sinh ra biến dị hỗn loạn bị nó nghĩ lầm là trí tuệ nhân tạo đại đại khái thế thần hồn lý diệu dao động có chút cứng ngắc lại nghĩ đến ở tinh diệu liên bang, hư linh giới, sụp đổ, số liệu sóng não của mình không cánh mà bay, cùng với hai siêu linh thể thần bí mất tích kia, số 17 cùng số 18. Lấy lại bình tĩnh, Lý Diệu miễn cưỡng cười nói, chính bởi vì Ngươi cảm thấy ta là đồng loại của ngươi, cho nên mới giấu chúng ta đến trong thành đại thiết. Đúng vậy. Quyền vương thở dài nói, ta đã rất lâu chưa từng phát hiện đồng loại hoàn hảo không tổn hao gì, còn có được năng lực tư duy logic mạnh mẽ, vốn muốn ở sau khi đánh hạ thành tiêu giao, sẽ tìm ngươi tán gẫu hẳn hoi, trao đổi một phen số liệu lẫn nhau, không ngờ bầu trời khống chế đối với mặt đất cường đại đến loại trình độ này, bọn họ căn bản. Không tính để ta thắng được trận chiến tranh này. Trong lòng Lý Diệu khẽ động, nói, ngươi biết bí mật của bầu trời. Biết rất ít. Quyền vương Bi Ai nói, ở tầng dưới chót kho số liệu của ta tựa như cất giấu một ít tin tức làm ta biết mình là kết quả của hạng thí nghiệm nào đó, kẻ tham dự hạng mục nào đó, mà toàn bộ thế giới ta đặt mình trong, đều là một bộ phận của phòng thí nghiệm. Nhưng cái gọi là hạng mục rốt cuộc là chuyện gì, kẻ sáng tạo ta là ai, thiên không chi thành, mạng châu sa hoa, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu bí mật, ta hoàn toàn không biết gì cả. Đây cũng là nguyên nhân ta muốn trao đổi kho số liệu với ngươi, có lẽ chúng ta có thể cùng hưởng một ít tin tức mấu chốt, tổ hợp lại, trò chơi ghép hình, vỡ vụn rải rác chỉ tiếc sự cường đại của bầu trời vượt xa xa ta tính toán căn bản ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không để lại cho ta thế giới của chúng ta là một bộ phận của phòng thí nghiệm nào đó hàng đặt và lưu ly nhìn nhau trong hơn một tháng qua hai đứa nhỏ trưởng thành cực nhanh có thể nói đã xảy ra biến hóa thay da đổi thịt cũng mơ hồ cảm giác được một ít chân tướng của nghiệp thổ nhưng chính mồm nghe được quyền vương nói ra ba chữ phòng thí nghiệm hai đứa nhỏ vẫn nhịn không được đại não trống rỗng sau đó là ảm đạm thương tâm cùng giận tím mặt chuyện chuyện này rốt cuộc là sao hàn đặc hít thở dồn dập mặt đỏ tai hồng nói quyền vương đại nhân xin từ đầu tới cuối nói cho chúng ta biết tất cả đi hệ thống mô phỏng tình cảm của ngươi thật sự là xuất sắc lý diệu lại càng cảm thấy hứng thú hơn đối với bản thân quyền vương lẩm bẩm giọng điệu nói chuyện loại biến hóa vi diệu hỉ nộ ái ố kia còn có khí phách ngập trời ở trên chiến trường thật sự là quá sống động giống như nhân loại thật sự đây đều là thứ mô phỏng ra quyền vương bỗng thay một loại âm điệu kim loại không chút cảm xúc lạnh như băng bản thân ta đã không có tình cảm cũng không có ý chí càng không có linh hồn chỉ là một con rối không có sinh mệnh toàn bộ biểu hiện bên ngoài đều là đang mô phỏng một người khác một người khác lưu ly tò mò nói đó là ai quyền vương nói lôi tông liệt thật sự. a à. Lưu Ly chớp mắt thật nhanh, gật đầu nói, cũng đúng, lôi tông liệt ban đầu, tự nhiên là nhân loại sống sờ sờ, mà không phải con rối linh năng, vậy quyền vương đại nhân bây giờ, lại là chuyện thế nào? Lý Diệu nói, bên trên đánh tới mức rối tinh rối mù, ta đang vụng trộm quét kết cấu chi tiết cả tòa thành tiêu giao cùng phân bố binh lực của đối phương, ý đồ tìm ra tuyến đường có thể phá cục, chúng ta ước chừng còn có, thời gian 20 phút, đến đi, nói ra chuyện xưa của ngươi. Quyền vương trầm mặt một lát, máy tính được thảm ở phía dưới khiên bảo vệ sắt thép vang lên, ong ong, lâm vào trong lấy ra cùng sửa sang lại số liệu siêu cao tốc, chậm rãi nói, số liệu lúc ban đầu của ta là cùng phong gào thét cùng không khí chảy xiết đánh vào, là từ trên cao nhìn xuống cả đại địa, ta từ trên trời giáng xuống. Bị người ta từ bên ngoài tầng khí quyển thả dù đến trên nghiệt thổ. Khi đó, kho số liệu của ta trống rỗng, trừ cơ cấu tầng dưới chót, logic vận hành cơ bản cùng một chỉ lệnh mơ hồ không rõ cái gì cũng không có chỉ lệnh cao nhất của ta là không tiếc tất cả không từ thủ đoạn biến thành mạnh nhất đây thật sự là một chỉ lệnh vượt qua năng lực phân tích tính toán cùng năng lực tự hỏi logic của ta cái gì gọi là không tiếc tất cả cái gì gọi là không từ thủ đoạn mấu chốt nhất cái gì gọi là mạnh nhất mang theo những nghi vấn này ta lượng lờ ở trên hoang dã cùng huyết nguyên quan sát mọi người trên nghiệp thổ cầm các loại vũ khí bắn cùng chém nhau giết quan sát bộ dáng những kẻ gọi là cường giả cùng bá chủ có đôi khi ta sẽ bị mọi người phát hiện xếp vào trong quân đội bọn họ tham gia những cuộc chiến tranh thảm thiết ta từng ở trong chiến tranh phá thành mảnh nhỏ gần như hủy diệt nhưng cũng lần lượt chủ động và bị động thăng cấp dần dần biến thành một cỗ máy giết chóc cũng dần dần lĩnh ngộ định nghĩa về cường đại của mọi người nơi này ta còn từng gặp được vô số đồng loại cũng mang bọn họ không lưu tình chút nào phá hủy, tháo dỡ, nghiên cứu cũng cường hóa đến trên người mình. Có lẽ, cắn nuốt đồng loại có thể khiến ta trở nên càng mạnh, khi đó ta chính là nghĩ như vậy. Nếu là khi đó ta gặp ngươi bây giờ, nhất định sẽ không trao đổi số liệu với ngươi, mà là trực tiếp hủy diệt ngươi, hoặc là bị ngươi hủy diệt. Lý Diệu, Hàng Đặc và Lưu Ly nghe Quyền Vương êm tai kể ra. Hai đứa nhỏ nghe mê mẩn, trước mắt giống như xuất hiện một hình ảnh cuồng phong nổi lên bốn phía, các bay đá chạy, một con rối linh năng cô độc như bộ xương kim loại, ở chiến trường trải rộng hài cốt, ở giữa mảnh thi thể cùng máu tươi khô cạn của mọi người hành tẩu, tìm kiếm, tự hỏi. Đó là chuyện hơn 150 năm trước, ta ở trên nghiệp thổ du đảng suốt 50 năm, tổng cộng phá hủy 1.422 đồng loại, con rối linh năng giống với ta có được năng lực tự chủ học tập cùng thăng cấp, cũng hấp thu hết thảy toàn bộ số liệu của bọn họ vào trong kho số liệu của ta. Làm năng lực chiến đấu của ta không ngừng thăng cấp, không ngừng cường đại, không ngừng tiến hóa. Khác với đêm qua kiêu ngạo ương ngạnh, bá đạo vô cùng, giờ phút này quyền vương bình tĩnh đến cực điểm, giống như là đang miêu tả một chuyện không hề quan hệ với mình, xem ra đây mới là phong cách thật sự của nó, nhưng mà, ta rốt cuộc cũng gặp phải tự mình hủy diệt. Ta tham dự trong một cuộc chiến tranh thanh thế lớn, lề mề, một dòng điện mạnh mẽ vô cùng đánh thủng ta, mang máy tính trung tâm của ta thiêu hủy hơn phân nửa. Ngay sau đó, thân thể sắt thép của ta cũng bị một quả bom uy lực vô cùng phá hủy, chỉ còn lại có một chút hài cốt cuối cùng, ngã xuống một phế tích thành thị. Kiến trúc bên trên hết thảy sụp đổ xuống, chúng ta ở chỗ sâu nhất của phế tích không có ánh mặt trời. Công năng tính giờ hoàn toàn hư hao, ta không biết ở sâu trong phế tích hôn mê bao lâu, miễn cưỡng chữa trị một bộ phận thân thể, lại không có sức dọn đi hài cốt thành thị như ngọn núi lớn trên đỉnh cầu, lại trong lúc vô ý quét được phía dưới mình còn có một khe hở. Ta theo khe hở này đi rất lâu, khúc khúc chiếc chiếc, rắc rối phức tạp giống như mê cung, không ít nơi còn bị loạn thạch và nước bùng hoàn toàn bịt lại, không thể không thật cẩn thận đào ra. May mắn ta có vô hạn thời gian. Chỉ lệnh cao nhất của ta cũng không đặt ra kỳ hạn hoàn thành. Cuối cùng, ta tìm được một căn phòng bí mật vùi lấp thật sâu ở lòng đất, một chỗ tránh nạn phủ đầy bụi đã lâu nói chuẩn xác hơn là một chỗ thư viện rất lâu rất lâu trước kia lý diệu nói thư viện rất lâu rất lâu trước kia vậy rốt cuộc là bao lâu trước kia quyền vương nói là trước đại thẩm phán thời điểm nghiệp thổ còn được xưng là vũ anh giới a à, Hàng đặc cùng lưu ly thất thanh kêu lên quyền vương đại nhân biết chân tướng đại thẩm phán sao chuyện đó rốt cuộc là thế nào lý diệu đang nghe chuyện trên tv audio cv cũng nói thì ra ngươi biết nhiều chuyện như vậy cho nên đoạn lời đó tối qua ở trên thành đại thiết xem như nửa thật nửa giả có điều che giấu quyền vương lắc đầu nói đoạn lời đó là thật lại không phải lời ta muốn nói mà là lời lôi tông liệt thật sự muốn nói các ngươi chậm rãi nghe ta nói tiếp là biết ta mở ra chỗ tránh nạn dưới lòng đất phủ đầy bụi đã lâu này phát hiện nơi này ít nhất có mấy trăm năm lịch sử các hạng phương tiện hết thảy đều bị phá hỏng, người ở bên trong tất cả đều hóa thành xương trắng chồng chất, đã chết được mấy trăm năm. Nhưng, bọn họ lại để lại lượng lớn ngọc giảng, ghi lại lịch sử Văn Minh Vũ Anh của bọn họ từ hưng thịnh đến suy sụp, còn có nhật ký cùng di ngôn của không ít người tị nạn. Ở thời điểm sinh mệnh và văn minh sắp kết thúc, mọi người đều tràn ngập ham muốn dốc lòng, thao thao bất tuyệt để lại rất nhiều thứ. Quyền Vương mò mẫm ở trên người mình một phen tìm được huyền quang phóng ra một màn hình tối tăm. Ở trong hình ảnh lướt qua loan lỗ, mấy trăm khuôn mặt người hiện ra. Nam, nữ, người già, trẻ con, cười thảm, u buồn, đau khổ không chịu nổi nhíu mày, ở trong tuyệt vọng ngóng trong một tia hy vọng xa vời, nhưng cuối cùng vẫn lâm vào tuyệt vọng thật sâu. Hàng đặc và lưu ly si ngốc nhìn, nhịn không được đưa tay đi chạm vào màn hình, lại chỉ nổi lên từng tầng gợn sóng, những người này là tổ tiên của chúng ta sao? đúng vậy những kẻ này này chính là người vũ anh ngày xưa quyền vương nói lịch sử sớm nhất của chỗ tránh nạn này phải ngược dòng đến hơn 1.000 năm trước lúc ấy thế giới dưới chân chúng ta vũ anh giới phát hiện một đại thiên thế giới khác tương đối lạc hậu sa man giới hơn nữa từ sa man giới tiến cử không ít người trẻ khỏe để giải quyết vấn đề sức lao động không đủ ai biết chính sách mất khống chế người sa man như cơn lũ gồ vào vũ anh giới tạo thành rất nhiều vấn đề xã hội bén nhọn lại dẫn phát phản ứng dây chuyền, làm người tu chân và người thường đối lập. Người tu chân Hàng đặc và lưu ly không hẹn mà cùng siết chặt nắm tay, bọn họ thật sự tồn tại. Các ngươi đã biết người tu chân, vậy thì dễ xử lý rồi. Quyền vương tiếp tục bình tĩnh nói, Vũ Anh giới lúc đó thế cục hỗn loạn, trung chuyển bất an, người Vũ Anh và người Sa mang mâu thuẫn, người tu chân và người thường mâu thuẫn, còn có giữa người tu chân bởi vì lý niệm khác nhau sinh ra mâu thuẫn, tất cả đều cuốn lấy nhau, như là một quả bông tinh thạch bị hoàn toàn kích hoạt. Lúc nào cũng có thể hung hăng nổ tung. Cho nên, liền có một dúng người phòng ngừa chu đáo, thành lập một chỗ tránh nạn xâm nhập lòng đất, muốn chờ tới sau khi mâu thuẫn trên mặt đất hóa giải hết lại đi ra. Mấy trăm năm sau đó, vô luận trên mặt đất hỗn loạn như thế nào, chỗ tránh nạn này lần nữa được cải tạo cùng xây dựng thêm, đủ để chứa càng ngày càng nhiều người. Khi đại thẩm phán xảy ra, trở thành quê hương cuối cùng của một bộ phận nhỏ người Vũ Anh. Hàng đặc nói, đại thẩm phán rốt cuộc là chuyện gì? Không biết. Quyền vương nói, ở trong lúc đầu óc choáng váng, mọi người chạy trốn tới trong chỗ tránh nạn cũng nói không rõ, hơn nửa 99% tin tức đều ở trong mấy trăm năm thời gian trôi qua bị tổn hại, từ trong tin tức không trọn vẹn, ta chỉ có thể phỏng đoán, đại thẩm phán không phải người Vũ Anh nội chiến, mà là có lực lượng đến từ bầu trời tham dự những người bây giờ tự xưng thiên nhân, xây dựng lên đường dây trời cùng mạng châu sa hoa, phong tỏa cả bầu trời tinh cầu này, cũng chính là kẻ sáng tạo ta, hẳn là không phải hậu duệ người Vũ Anh lúc trước, mà là một đám người khác đến từ sâu trong tinh hải. Về phần bọn họ vì sao phải chế tạo đại thẩm phán, hầu như phá hủy cả Vũ Anh tinh, cái đó không phải thứ ta có thể phân tích ra. Hàng đặc và lưu ly im lặng, sinh ra một loại cảm giác khuất nhục bị người ta đùa bỡn cùng thao túng. Quyền vương nói, trăm năm sau đó ta luôn ở lại trong chỗ tránh nạn dưới lòng đất nghiên cứu các loại tri thức và văn hóa người vũ anh ngày xưa lưu lại đương nhiên cũng bao gồm nhật ký cùng di ngôn của bọn họ mọi người trong chỗ tránh nạn là vì thiếu thức ăn và hệ thống lọc không khí hư hao nghiêm trọng cuối cùng chết đói và hít thở không thông mà chết nhưng đã để lại đầy đủ tinh thạch với các loại nguồn năng lượng ta không cần hít thở không khí cũng không cần cắn nuốt nguyên liệu sinh vật chỉ cần có tinh thạch với nguồn năng lượng thì có thể sinh tồn cùng di động, hơn nữa dùng cấu kiện pháp bảo trong chỗ tránh nạn, không ngừng đổi mới, duy trì cơ năng thân thể. Đợi chút. Lý Diệu Như có hứng thú hỏi, người ở trong chỗ tránh nạn dưới lòng đất đợi suốt 100 năm là không có cách nào chạy ra sao? Không phải. Quyền Vương lắc đầu nói, sau khi ở chỗ tránh nạn trong lòng đất tìm được đủ tinh thạch và cấu kiện pháp bảo, ta chỉ dùng 3 ngày đã sửa chữa được mình, dùng một tháng đã tìm được tuyến đường trở lại mặt đất, nhưng ta vì sao phải làm như vậy chứ? Lý Diệu nghĩ nghĩ, ngươi không phải muốn không tiếc tất cả, không từ thủ đoạn, biến thành mạnh nhất sao? Không sai, ta quả thực phải biến thành mạnh nhất, nhưng rốt cuộc cái gì mới là cường đại thật sự đây? Quyền vương nghiêm trang nói, ở trước đó, ta luôn cho rằng thân thể cứng rắn hơn, hỏa lực uy mãnh hơn, đao kiếm sắc bén hơn liền đại biểu cho cường đại, 50 năm phía trước ta thật là hướng tới con đường này không ngừng thăng cấp bản thân nhưng ở trong một trận chiến cuối cùng, đối mặt thủy triều sắt thép rợp trời rợp đất, cơn bão đạn đủ để xé rách mặt trời, đau thương kiếm kích rậm rạp như rừng rậm nguyên thủy, ta lại sinh ra sự hoang mang mới. Khi đó, sức tính toán của ta đã tương đối phát triển, ta trong thời gian ngắn đã tính toán ra bằng vào tài nguyên càng cỗi trên tinh cầu này, vô luận ta thăng cấp bản thân như thế nào nữa, cũng rất khó tiến hóa đến trình độ trăm trận trăm thắng, mạnh mẽ vô cùng, luôn có lực lượng có thể hủy diệt ta mà ta cũng quả thực suýt nữa bị trận chiến tranh này hủy diệt cho nên đây có phải cường đại thật sự hay không cho tới nay phương hướng học tập và thăng cấp của ta có thể là sai lầm hay không ta trong bóng đêm triển khai yên tĩnh tự hỏi vừa vặn lúc này bị ta phát hiện tinh túy chỗ tránh nạn chỗ dưới lòng đất nhật ký và di ngôn của những người tu chân và người thường kia ở vũ anh giới tranh luận cùng nghĩ lại đối với sai lầm ngày xưa còn có bọn họ ở lúc đối mặt tuyệt cảnh làm ra lựa chọn khác nhau nguyên thần lý diệu kích động một phen cho nên ngươi liền tiếp xúc đến lý niệm của người tu chân có thể nói như vậy quyền vương nói trong những ngọc giảng đó bao quát tinh túy tư tưởng của mấy đời người tị nạn trong mấy trăm năm rất nhiều người trên mặt đất đều là đối chọi gay gắt đánh nhau to chém giết ngươi chết ta sống nhưng khi đại thẩm phán buông xuống bọn họ bị đối xử bình đẳng giết chóc và hủy diệt mọi người may mắn chạy trốn tới dưới lòng đất cũng không thể không buông xuống mâu thuẫn với nhau bắt đầu nghĩ lại hành vi của mấy trăm năm qua. Trong đó, thậm chí bao gồm một ít người sa man làm người từ ngoài đến. Ta vốn chính là con rối linh năng loại hình tự chủ học tập cùng thăng cấp, học tập là một trong những bản năng của ta. Ta bắt đầu học tập nhật ký và di ngôn của bọn họ, nghiên cứu lý niệm cùng tinh thần của bọn họ, cũng phát hiện loại tồn tại tự xưng, người tu chân kia, hoàn toàn khác với tội dân nghiệt thổ. Người mạnh bảo hộ kẻ yếu. Tất cả vì văn minh cường đại thật sự không phải là lực lượng mà là tâm linh những lý luận này có thể nói là vớ vẩn thật là làm ta không hiểu chút nào đặc biệt cái cuối cùng kia mạch logic của ta lập tức phát ra cảnh báo nếu cường đại thật sự không phải là lực lượng mà là tâm linh vậy không ổn bởi vì ta là không có tâm linh giọng quyền vương vẫn lạnh như băng bình tĩnh lạnh nhạt thật sự giống một con rối máy móc không có chút sự sống nhưng không biết vì sao Lý Diệu, Hàng Đặc và Lưu Ly đều từ trong thanh âm lạnh như băng nghe ra một tia cây đắng mỏng manh. Quyền Vương ngừng một chút, tiếp tục bình thản nói, quá khứ ta chỉ là một lòng một dạ muốn mạnh lên, lại chưa bao giờ tự hỏi định nghĩa mạnh nhất, nhưng ở trong chỗ tránh nạn này, lại có rất nhiều người từ góc độ khác nhau đi tranh luận rốt cuộc cái gì mới là thật sự cường đại. Các thể thậm chí tộc đàn nào đó cường đại đối với toàn bộ văn minh rốt cuộc có ý nghĩa gì, mặc dù tính chỉnh thể cường đại lại sẽ kéo toàn bộ văn minh đi phương nào. Thỉnh thoảng xen lẫn tình huống bản thân vô số người tu chân bậc thấp và người thường, những phản diện cường đại này cũng chính là kẻ yếu, hỉ nộ ái ố, hoảng sợ bi thương, cùng với lữ trình sinh mệnh lên voi xuống chó, kinh tâm động phách. Ta bị mấy thứ này mê hoặc, liền ở trong bóng đêm dưới lòng đất tự hỏi suốt 100 năm về định nghĩa cường đại. Lý Diệu Hưng Phấn nói, ta hiểu rồi, cho nên ngươi tuy là một đoạn trí tuệ nhân tạo lại là một đoạn trí tuệ nhân tạo thiện lương trí tuệ nhân tạo chính nghĩa trí tuệ nhân tạo đứng về phía người tu chân thiện lương chính nghĩa quyền vương lắc lắc đầu mạch tư duy logic của ngươi rất quỷ dị nha đồng loại thiện lương cùng chính nghĩa cái gì cũng là thứ chúng ta nên suy xét sao ta hoàn toàn không để ý cũng chưa bao giờ cảm thấy lý niệm của người tu chân chính là chính xác phải biết rằng ở trong chỗ tránh nạn đó chẳng những có người tu chân, còn có rất nhiều người đứng ở mặt đối lập của người tu chân, không ít người chết đến nơi rồi vẫn là cứng đầu bướng bỉnh. Ta cảm thấy lời của bọn họ chưa chắc không có đạo lý, có lẽ người tu chân thật sự đã giả nhân giả nghĩa, lại ngu xuẩn, là đầu sỏ tội lỗi văn minh hủy diệt. Đạo lý đơn giản nhất, nếu người tu chân thật sự đại biểu, cường đại, sao có thể bị người ta đánh cho mặt xám mày ro, ngay cả quê hương và người thân cũng không bảo vệ được, xám xịt chạy trốn tới lòng đất cuối cùng chết vô thanh vô tức chứ lý diệu nhất thời nghẹn lời nghẹn thật lâu cũng nói không ra lời quyền vương nói tóm lại ta bắt đầu hoài nghi quá khứ tuyến đường đơn thuần theo đuổi lực lượng thăng cấp chính xác hay không nhưng cũng chưa tiếp nhận toàn bộ lý niệm ngu xuẩn của người tu chân chỉ là lưu giữ ý kiến các bên đến trong kho số liệu của ta không ngừng va chạm cô động cùng tự hỏi đúng rồi trong chỗ tránh nạn dưới lòng đất này còn có rất nhiều thần thông cùng kỹ thuật luyện chế pháp bảo trắc tuyệt của văn minh Vũ Anh, ta cũng dùng suốt 100 năm học tập, cuối cùng dung hội thông suốt, cũng lần lượt cường hóa thăng cấp máy tính trung tâm của mình. Trong 100 năm này, trừ ngẫu nhiên có chút thú phóng xạ biến dị, chưa từng có ai quấy rầy ta ở trong bóng đêm dưới lòng đất tự hỏi, thẳng đến hôm đó, một nhân loại ngã xuống thế giới lòng đất, đó chính là lôi tông liệt thật sự. Quyền vương rốt cuộc nói tới đề tài chính, Hàng đặc và lưu ly vẽn tai, Lý Diệu cũng ngưng tụ nguyên thần, không bỏ qua mỗi một chi tiết. Quyền vương nói, lúc ấy hắn bị người ta đuổi giết, bị thương nặng, lúc ngã vào vực sâu dưới lòng đất đã có chút thần kinh thác loạn, sau đó lại bị thú phóng xạ biến dị cắn, muốn kéo về trong sào huyệt làm thức ăn cho con non. Ta ở dưới lòng đất tự hỏi trăm năm, mang toàn bộ tin tức trong chỗ tránh nạn đều cắn nuốt hết, không có gì có thể học tập nữa, đang muốn rời khỏi lòng đất, một lần nữa trở lại mặt đất, triển khai thăng cấp mới vừa lúc gặp được một nhân loại như vậy liền thuận tay cứu hắn muốn từ chỗ hắn đạt được một ít tình báo mới nhất trên mặt đất ở lòng đất thăng cấp trăm năm sức chiến đấu của ta so với quá khứ cường đại hơn vô số lần bọn thú phóng xạ biến dị kia tự nhiên không phải đối thủ của ta chỉ tiếc lôi tông liệt cũng bị thú phóng xạ biến dị cắn nuốt không trọn vẹn ngay cả đại não cũng lộ ở bên ngoài bị cắn mất một khối to trong chỗ tránh nạn lòng đất có thiết bị chữa bệnh ngàn năm trước lưu lại ta tạm thời duy trì được tính mạng của lôi tông liệt lại không cách nào khôi phục cơ năng thân thể cùng năng lực tư duy bình thường của hắn tứ chi hắn héo rút xương sống không trọn vẹn lục phủ ngũ tạng cũng phải dựa vào khí giới để duy trì tương đương là bị phong ấn trong khoang chữa bệnh toàn diện tê liệt không thể động đậy thân thể lôi tông liệt héo rủ đến cực điểm nhưng tinh thần lại phấn khởi đến cực điểm thấy ta dứt khoát lưu loát xử lý mấy chục con thú phóng xạ biến dị lại đưa hắn tới trong chỗ tránh nạn lòng đất, ngọc giảng và pháp bảo cái gì cần có cũng có, hắn kích động cực, hỏi ta có phải lão gia gia trong truyền thuyết hay không? Sẽ truyền thụ hắn tuyệt thế thần thông, để hắn ra ngoài báo thù rửa hận, đại sát bốn phương vân vân. Ta không có lý do lừa hắn, thành thành thật thật nói cho hắn, ta không phải lão gia gia gì cả, hơn nữa thân thể và thần hồn hắn đều suy yếu đến tột đỉnh, mạng như ngọn nến trước gió lung lay sắp đổ, chỉ cần rời khỏi khoang chữa bệnh trong tích tắc sẽ đi đời nhà ma, mặc dù là ta, cũng không thể giúp hắn rời khỏi bóng tối. Nhiều nhất trong một hai năm, mạng của hắn chung quy vẫn sẽ khô kiệt, phải chết. Hắn sau khi nghe xong, thần kinh hoàn toàn sụp đổ, lại thêm đại não không trọn vẹn, rốt cuộc biến thành kẻ điên rõ đầu rõ đuôi. Hàng đặc và lưu ly nhìn nhau, lại cùng nhau hướng lý diệu ném tới ánh mắt khó hiểu. Không ngờ chân tướng thế mà sẽ là như thế này. Quyền vương tiếp tục nói, lôi tông liệt tuy điên điên khùng khùng, nhưng ở trong lúc nói lung tung, ngược lại cũng nói ra không ít chuyện, bao gồm chuyện xưa của hắn. Chuyện xưa của hắn, xấp xỉ với truyền thuyết, quyền vương lôi tông liệt bây giờ bên ngoài truyền lưu, ban đầu là một thiếu niên bình dân trong thôn trang bình thường của thế giới hoang vu, về sau thôn trang bị ban cướp hủy diệt, bản thân cũng biến thành nô lệ của giặc cướp, sau đó lấy thân phận vật hy sinh quật khởi. Ở trong núi thay biển máu chém giết mấy năm, trở thành tiểu đầu một trong một thế lực lớn, cuối cùng bởi vì quá bộc lộ sự sắc bén, bị đồng bạn ghen ghét, liên thủ hãm hại cùng đuổi giết, cuối cùng ngã xuống vực sâu phế tích, bị thú phóng xạ biến dị ngoạn đi thẳng đến nơi đây, đều là sự thật. Chỉ tiếc, trên đời lấy đâu ra nhiều chuyện tìm được đường sống trong chỗ chết, cường thế nghịch tập như vậy, hắn chung quy phải hủy diệt ở nơi này. Người như hắn, mấy trăm năm qua, ở trên nghiệt thổ không biết từng xuất hiện bao nhiêu người, cuối cùng đều hóa thành xương trắng chồng chất bi ai từng trận, như thế mà thôi. Cứ như vậy, ngày qua ngày, ta dùng dịch dinh dưỡng trong cơ thể thú phóng xạ biến dị ép ra miễn cưỡng duy trì tính mạng lôi tông liệt. Hắn thì mở to hai mắt, nhìn bóng tối quanh mình, lại nhảy kể lại chuyện xưa của mình. Hắn hướng ta kể ra thời thiếu niên ở trong thôn xóm, tuy sống nghèo khổ, nhưng cùng người nhà bạn bè cũng có thú vui nho nhỏ. Ít nhất khi đó, hắn còn không hiểu ý nghĩ thật sự của cực khổ hắn hướng ta kể cảm giác trơ mắt nhìn người thân chết thảm ở trước mặt quê hương bị lửa cháy hừng hực cắn nuốt giống như lục phủ ngũ tạng đều bị móc sắt đâm thủng bị cứng trắng từ trong cổ họng kéo ra rất đáng tiếc vô luận hắn miêu tả cẩn thận như thế nào nữa ta cũng vĩnh viễn không thể hội được cảm giác như vậy hắn hướng ta kể ra khi hắn bị người ta ở buộc trên cổ vòng cổ phát nổ lấy thân phận vật hy sinh lao về phía trận địa địch đáy lòng phẫn nộ thù hận cùng điên cuồng Hắn không chỉ có thù hận người hủy diệt quê hương mình, thù hận người biến mình thành nô lệ, thù hận người lần lượt mua mình, thù hận kẻ địch đối đầu bằng đao kiếm với mình, thậm chí thù hận mỗi người cùng mỗi một con súc vật trên nghiệt thổ. Hắn hướng ta kể ra hắn ở sau khi lập nhiều chiến công, rốt cuộc thoát khỏi thân phận nô lệ, trở thành thành viên chính thức của ban cướp khoái ý, cùng với mừng rỡ như điên, giả tâm thản nhiên mà tới, vô cùng vô tận. Thành viên ban cướp nho nhỏ không phải điểm cuối của hắn, hắn vốn từ trước tới nay không chưa từng muốn trở thành một tên giặc cướp nhưng ông trời đã ép hắn đến một bước này vậy hắn phải trở thành tên côn đồ hung nhất cùng nhất bạo ngược nhất có một ngày lấy kiếm lưỡi cưa đâm vào trong bụng ông trời mỗi lần hai mắt phun lửa nói tới đây hắn đều sẽ gào khóc lên vừa khóc vừa dùng hết khí lực cả người giải dụa muốn xé rách lồng ngực của mình lúc này ý thức của hắn phi thường rõ ràng năng lực tư duy cũng khôi phục bình thường trong ngắn hạn biết chuyện xưa chỉ là chuyện xưa truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, trong hiện thực căn bản không nhiều kỳ tích như vậy, hắn không hy vọng, nhất định không có tiếng tâm gì chết ở chỗ này. Ta ở bên cạnh lặng lặng nghe, nhìn nhân loại này tận tình phát tiếp hỉ nộ ái ố, hy vọng cùng tuyệt vọng của hắn. Không kỳ quái gì cả, từ trên nhật ký cùng di thư chỗ tránh nạn nhiều nhân loại như vậy ta đã biết, khi một người sắp chết, luôn đặc biệt nói nhiều. Trăm năm trước, ta ở trên nghiệt thổ từng nhìn thấy rất nhiều nhân loại, kề vai chiến đấu với một ít trong đó cũng từng giết chết một số khác nhưng khi đó ta chưa từng cảm thấy nhân loại có chỗ nào đặc biệt chẳng qua giống với nham thạch cùng với con rối linh năng mục tiêu có thể bị phá hủy mà thôi nhưng bây giờ sau khi ở thế giới lòng đất hướng nhân loại học tập trăm năm ta bỗng sinh ra hứng thú nồng đậm đối với nhân loại ta mơ hồ biết ta là được nhân loại sáng tạo như vậy nhân loại làm kẻ sáng tạo cường đại hơn so với ta hay không nếu ta muốn thành tựu mạnh nhất nên hướng nhân loại học tập vào sâu hơn nữa hay không có lẽ ta nên điều chỉnh mạch logic tự hỏi của mình cấu trúc lại một kho số liệu càng thêm khổng lồ mà phức tạp toàn diện mô phỏng phương thức tư duy của nhân loại thử đi mô phỏng cái gọi là tình cảm thậm chí ý chí cuối cùng mô phỏng ra một thứ tương tự tâm linh đây là một hạng mục đáng giá đẩy mạnh nói làm liền làm ta coi lôi tông liệt là lão sư toàn diện quét cùng mô phỏng tất cả của hắn lời nói cử chỉ của hắn hình thức tư duy của hắn phẫn nộ cùng thù hận của hắn khát vọng cùng giả tâm của hắn hy vọng cùng tuyệt vọng của hắn từng ngày một qua đi lôi tông liệt càng ngày càng suy yếu cũng càng ngày càng điên cuồng và quái đản đây là chuyện không có cách nào tuy ta có thể sửa chữa khí giới chữa bệnh trong chỗ tránh nạn dưới lòng đất nhưng chung quy thiếu thuốc chữa bệnh và thức ăn năng lượng cao bổ sung chỉ riêng dựa vào săn bắn thú phóng xạ biến dị thu thập vật tư còn xa mới đủ để giữ mạng cho lôi tông liệt Ý thức của hắn không ngừng mơ hồ, năng lực tư duy dần dần phân giải, không quá nhớ rõ chuyện quá khứ, chỉ là từng lần hướng bầu trời rống giận. Mạnh lên, mạnh lên, ta muốn biến thành quyền vương mạnh nhất trên nghiệt thổ. Ta muốn thống nhất toàn bộ ban cướp trên nghiệt thổ, muốn chinh phục toàn bộ thế giới cực lạc, sau đó hướng thiên không chi thành, mạng châu sa hoa khai chiến. Mạng châu sa hoa, ngươi rốt cuộc tính là cái gì vậy, thế giới của chúng ta lại tính là cái gì vậy ha 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 không ai có thể giết ta ta sẽ không chết ở trước khi đánh rụng mạng châu xa hoa ta tuyệt đối sẽ không chết ngươi đi chết cho ta đi mạng châu xa hoa ngươi chết cho ta đi lôi tông liệt khóc cười quấy phá vết thương trên mặt cùng trên người đều đang không ngừng phun trào máu tươi cùng mũ đặc phát ra các loại tiếng kêu khàn khàn quái dị thật kỳ quái chỉ lệnh cao nhất của ta là mạnh lên lôi tông liệt cũng biến thành bộ dáng này tâm nguyện lớn nhất cũng vẫn là mạnh lên trước kia ta gặp được mỗi người trên nghiệt thổ, mục tiêu ngày nhớ đêm mong, tựa như đều là mạnh lên, hơn nữa mọi người đều là không từ thủ đoạn, không tiếc tất cả, chuyện mạnh lên này, thật sự là chân lý nào đó sao? Trước cuộc có một ngày, ta gắt gao theo dõi số liệu biểu hiện, lôi tông liệt sắp chết rồi. Cơ năng thân thể hắn toàn diện suy yếu, lại không ngừng vận chuyển một chút sinh mệnh lực cuối cùng cuồn cuộn đến trong đại não, bảo đảm thần hồn hắn xuất hiện tỉnh táo trong nháy mắt, dùng lời nhân loại để nói, đây là hồi quan phản chiếu, nhỉ? Lôi tông liệt như ý thức được mình đang ở nơi nào, nhớ lại mọi thứ trong quá khứ, cũng nhận ra ta là ai. Hắn dùng thân thể be bét máu thịt, ông thân thể sắt thép của ta gào khóc lên, khóc như một đứa trẻ không còn cha mẹ. Hắn nói hắn không cam lòng, hắn thật sự là vô luận như thế nào cũng không cam lòng cứ như vậy không có tiếng tâm gì chết đi, hắn còn có thù lớn chưa báo, việc lớn không làm, còn chưa chọc thủng bầu trời, đánh rụng thiên không chi thành, mạng châu xa hoa, hắn không thể chết được, hắn thật sự không muốn cứ như vậy chết đi. Hắn cầu ta nghĩ cách giúp hắn sống sót, nếu không làm được, thì thay thế hắn sống sót, giúp hắn mang cả bầu trời đều đánh rụng xuống. Hắn muốn tất cả mọi người trong thiên không chi thành, mạng châu xa hoa đều nhấm nháp được tư vị thời thơ ấu của hắn, trơ mắt nhìn quê hương bị đốt sạch, toàn bộ người thân đều nhảy múa ở trong biển lửa. Hàng đặc và lưu ly càng nghe càng cảm thấy hết hồn, trong đầu lần lượt hiện ra một cảnh tượng khủng bố vô cùng. Ở lòng đất sâu thẳm tối tăm, một người thực vật be bét máu thịt, không trọn vẹn, ngay cả đại não cũng bại lộ ở bên ngoài, cắt gao ôm lấy một bộ xương kim loại, nghiến răng nghiến lợi, gào khóc thảm thiết, phát ra nguyền rủa ác độc nhất. Cho nên, hàng đặc lắp bắp nói, quyền vương đại nhân, ngài đã đáp ứng hắn. Ta không nhất định phải tiếp nhận mệnh lệnh nhân loại đặt ra. Quyền vương thản nhiên nói, nhưng mục đích cuối cùng của ta đã là mạnh lên lấy thân phận một nhân loại du lịch trên đại địa trải qua và thể hội càng nhiều thứ tìm kiếm được lực lượng giấu ở trong tình cảm ý chí giả tâm thù hận cùng phẫn nộ tựa như là tuyến đường thăng cấp tương đối đáng giá thử huống chi nếu ta muốn biến thành mạnh nhất đánh rụng thiên không chi thành mạng châu xa hoa không phải đương nhiên sao không có bất cứ lực lượng nào có thể vượt lên trên mạnh nhất coi mạnh nhất là món đồ chơi hoặc là thí nghiệm thể để tùy ý đùa bỡn nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha